cảm ơn nhà đấy. Những ai mà số 1 chưa thấy số 2 thì đồng một nhị thân rơi đồng độ. Nghe em nói rõ chuyện này phải yếu một chút. Nhà nếu mà em nghe rõ thì có thể nói, em nói nhưng có rõ thì qua là kinh doanh được. Có một tí là dù mạng hơi yếu. Cả nhà đợi em nhé, em mở cho kênh nghe vào. Đấy, cùng nhanh chóng gọi thêm đồng đội của mình vào. Có trong này một đồng chí khác rồi. Đấy, trong thời gian này thì khoảng 17 năm ấy, thì nhờ các binh trại trưởng cùng điểm danh của K4 doanh trại thủ lĩnh nhé, điểm danh binh mình xem đã đủ chưa, K4 doanh trại thủ lĩnh nếu có trường hợp nào xin nghỉ thì mình cũng ghi rõ lý do xin nghỉ, ghi rõ là thành viên nào xin nghỉ. Rồi. À, cả nhà nghe rõ chưa? Mình nghe rõ thì có thể gõ thảo hoa vào thả tim để em bắt đầu chương trình tối nay ạ. Rồi, mình xin em xin phép được bắt đầu ạ. Nếu mà mạng em nó có yếu quá thì có gì mọi người nhắn hay không chat nhé, để em còn nhờ tố khác hỗ trợ. Mạng nó hơi yếu một chút, chắc nhờ nhờ Hạnh, nhờ Hạnh Nguyễn hỗ trợ giúp giúp anh rồi. Chắc đường mạng nó hơi truyền hơi kém, sợ mọi người nghe không rõ. Vâng ạ. Rồi, về phía em nhận đuốc từ đồng chí Bùi Ánh thì cả nhà check giúp em xem là của em có bị lag không. Lag tiếp thì lại nhờ Tú Tú Quỳnh nhá. Nếu mà không có bị lag và cả nhà nghe thấy ổn thì cả nhà comment giúp em số 1 nha. Dạ. Rồi ạ, bên này anh em cũng đang dùng 4G. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau vào cái buổi ngày hôm nay ha. Giờ là 7:36 rồi. Thì chúng ta sẽ chia sẻ cái văn hóa 5S của buổi tối ngày hôm nay. Sẽ share lại cho cả nhà ha. Và mình cùng thực hiện cái nghi lễ ba lời thề từ tâm của thủ lĩnh cách mạng Văn Hóa Đọc. Đó. Nếu cả nhà đã sẵn sàng, mình vào cái nghi lễ của chúng ta đầu giờ và mình thực hiện trọn vẹn văn hóa 5S thì mình gõ từ 5S lên trên màn hình nha, lên trên khung chat nha. Đồng thời với việc đó là chúng ta cũng đã sẵn sàng cho cái văn hóa buổi họp của chúng ta ngày hôm nay, buổi học này chúng ta ngày hôm nay. Đó là chúng ta đã bật cam và đã trọn vẹn rồi ạ. Đó, và đã sẵn sàng cho cái phần nghi lễ thì chúng ta sẽ doanh trại chúng ta sẽ cùng gõ 5S xuống dưới phần thanh chat ha. Đó, mình thực hiện cái văn hóa xác nhận luôn ạ. Cái đồng đội của mình nắm được rằng là mình đang rất ổn ạ.
có 40% trên tổng số 100% chúng ta đã sẵn sàng rồi. Chúng ta đợi toàn doanh trại chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu ha cả nhà. Mình cùng lựa chọn cho mình một cái chỗ không gian ngồi yên tĩnh. Đúng không? Và mình đang có cái công việc riêng, đang lỡ vẫn quên cầm cái điện thoại trên tay thì mình sẽ để xuống và mình trọn vẹn thân tâm để mình cùng thực hiện với chính mình ba cái lời thề từ tâm ha cả nhà. Đó, mỗi ngày chúng ta đều dành cái lời nhắc. Đó. Chúng ta đợi là đủ 100% thì chúng ta sẽ thực hành nha. Em xin phép cái nghi lễ của chúng ta được bắt đầu. Mời cả nhà mình có thể đặt tay lên trái tim mình, thậm chí là mình có thể khép nhẹ đôi mắt lại và cảm nhận cái nhịp đập của trái tim mình và cùng nhau thực hiện lời hứa với chính mình ba lời thề từ tâm của thủ lĩnh cách mạng văn hóa đọc ạ. Nghi lễ ba lời thề từ tâm của thủ lĩnh cách mạng văn hóa đọc xin phép được bắt đầu. Ngay bây giờ soi lại chính lương tâm mình, tôi xin phát nguyện ba lời thề từ tâm của thủ lĩnh cách mạng văn hóa đọc. Một, học tập suốt đời, lấy sự học làm sự nghiệp. Ý thức được sự ngã mạn, chủ quan, cố chấp chỉ mang lại những sai lầm, khổ đau. Tôi xin nguyện học hỏi từ bất cứ ai, không phân biệt sang hèn, già trẻ, với tấm lòng rộng mở. Tôi xin nguyện học hỏi từ bất cứ điều gì đến với mình, cho dù thuận ý hay nghịch ý mình. Tôi xin nguyện không thỏa hiệp với sự lười biếng, dễ dỗi của mình trên con đường đào luyện bản thân, không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng và nhân cách sống theo ba gốc rễ. Xin thề. 2. Phụng sự vô điều kiện, lấy giúp người là giúp mình. Ý thức được sự ích kỷ, đố kỵ và sự tham lam sở hữu chỉ mang lại những sai lầm, khổ đau. Xin nguyện sẽ thận trọng để không làm tổn thương về thân thể và tinh thần tới người khác cũng như chính mình. Tôi xin nguyện bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống bằng lối sống đơn giản, biết đủ, không tiêu dùng lãng phí. Tôi xin nguyện mang trí lực, sức lực và tâm lực của mình để phụng sự vô vị lợi, luôn tỉnh thức soi sáng sự dính mắc, ngã mạn thì giúp đỡ được ai đó. Tôi xin nguyện không để chức danh, sự tán dương, thành tích, danh hiệu của mình làm chướng ngại trong tâm trong quá trình phụng sự cộng đồng từ việc nhỏ nhất. Xin thề. 3. Trung thực đến tận cùng, lấy hiểu mình để sửa mình. Ý thức được sự thiếu chân thành, sự che đậy sự thật trong các mối quan hệ do sự sợ hãi, tham lam, si mê mang lại. Tôi xin nguyện không nói điều sai với sự thật. Không lan truyền tin tức khi chưa biết chắc là có thật. Không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Cố gắng thực hiện nhất quán giữa lời nói và hành động. Tôi xin nguyện thực tập trung thực đến tận cùng, nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với cảm xúc của chính mình một cách trọn vẹn, sáng suốt. Xin thề. 1. Học tập suốt đời, lấy sự học làm sự nghiệp. 2. Phụng sự vô điều kiện, lấy giúp người là giúp mình. 3. Trung thực đến tận cùng, lấy hiểu mình để sửa mình. Rồi ạ.
mời toàn doanh trại của chúng ta sẽ sắp quyết xuống dưới phần thanh chát của mình. Ba cái lời thề từ tâm như một cái lời nhắc, nhắc nhở chúng ta mỗi ngày, nó là cái hành lang an toàn để bảo vệ chúng ta mỗi ngày, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, không biết là hiện tại chúng ta cùng check in cảm xúc nha cả nhà. Đó, cả nhà đang cảm thấy là mình đang trong đã quay về thư giãn thả lỏng và chú tâm cảm giác toàn thân được chưa ạ? Đó, hay là mình đang quên mình theo vật mà quên chưa chú tâm, thì bây giờ chúng ta cùng quay lại chú tâm ha. Mình comment check in một chút. Đầu giờ các đồng chí có đang thư giãn thả lỏng và chú tâm cảm giác toàn thân không ạ? Thư giãn thả lỏng và hơi run ạ. Ok. Rồi, mình check in cảm xúc đầu giờ ha cả nhà. À, có đồng chí vẫn đang chú tâm. Nhà nhớ là chú tâm cảm giác toàn thân và hướng tới lắng nghe nha. Nhưng vẫn đảm bảo rằng là chúng ta thư giãn thả lỏng. Rồi ạ, mình hơi bị gồng cứng vai thì mình lại thư giãn thả lỏng ra. Mình vừa chú tâm cảm giác toàn thân và mình vừa hướng tới lắng nghe. Đó. Thì chúng ta thực tập trong các cái buổi đào luyện và đào tạo cũng như là trong cuộc sống của chúng ta. Mình cứ nhớ mỗi ngày, mình quên rồi mình lại nhắc nhớ lại. Rồi ạ, và phần tiếp theo của chương trình, hôm nay em xin phép chia sẻ cái timeline của chương trình ngày hôm nay ha. Đó. Ngày hôm nay chúng ta thì cũng sẽ có 3 phần. Rồi, có thể gõ cái 3 cái N của chúng ta xuống dưới ạ, là 3 phần nào ạ? Rồi mời cả nhà cùng ông bà nha. Cái 3 cái N này mình cũng có thể áp dụng cho tất cả những cái chương trình. Đó, chương trình một ngày này, hay là phần những cái chương trình mà chúng ta giao lưu và kết nối, là những cái chương trình trong dự án, thì mình hoàn toàn có thể áp dụng được 3 cái cái N này. Mình cùng ghi xuống dưới phần chat nha. Đó, mình ứng dụng ngay trong đời sống của mình luôn. Đó, hoặc là mình nói chuyện với người nào đó cũng là kết nối đầu tiên. Xong đó mới khơi nguồn, mới chia sẻ những cái vấn đề, đúng không ạ? Và khởi nghĩa là cái hành động tiếp theo của mình. Đó. Chúng ta sẽ áp dụng rất là linh hoạt trong đời sống là như vậy. Đó, thì chương trình ngày hôm nay mình cũng có phần kết nối, là mình cũng chia sẻ những cái quả đỏ hay là quả vàng của các vinh trạng. Sau đó là chúng ta sẽ khơi nguồn cùng được thủ lĩnh Quang Minh chia sẻ lại năm, chia sẻ cái chủ đề ngày hôm nay là 5 pháp cá nhân và chiến lược phát triển văn hóa đọc. Đó. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cùng đồng hành và lan tỏa cái văn hóa đọc xuyên Việt, thắp sáng trí tuệ của chúng ta. Đó, vậy thì cái chương trình này như thế nào thì cả nhà cùng đón xem tới 21:15 nha. Thủ lĩnh Khánh Chi sẽ chia sẻ với chúng ta. Rồi ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với quả đỏ của phần của Minh Hải ạ. Đó, thì ban tổ chức theo thông tin thu thập và cũng như là các hoạt động của Vinh Trại thì có thấy rằng là trong tuần qua chúng ta đã có rất là nhiều quả đỏ ạ. Thì không biết là các cá nhân, các Vinh Trại đó, rồi doanh trại chúng ta, rồi các B2T là các binh trại trưởng, sau một tuần mà chúng ta được dấn thân nhiều hơn thì mình có những cái quả đỏ gì cho riêng mình hay là cho dự án của mình không, thì mình có thể comment xuống dưới phần thanh chat nha. Đó, và đặc biệt là có những dự án nào đồng chí đã bắt đầu khởi động, bắt đầu chạy rồi, thì mình có thể giơ tay và mình có thể kết nối chia sẻ với cả anh em nha. Ai gõ xuống dưới thanh chat, chúng ta cứ gõ xuống dưới thanh chat để mình chia sẻ cái quả đỏ của mình nhé. À, binh trại 11 đã khởi động rồi ạ. Rồi, mời các đồng chí, mình có quả đỏ, mình cũng có thể giơ tay và gõ xuống dưới phần thanh chat nha. Rồi, mời đồng chí Hùng Biết Ơn của binh trại 1102 ạ. Vâng, em xin chào tất cả các đồng chí trong doanh trại. Cả nhà nghe rõ thì cho em xin số 1 ạ. Cảm ơn phần trình. Em xin nhận mic từ đồng chí Hạnh Nguyễn ạ, băng nhân tố Hạnh Nguyễn ạ. Hôm nay em cũng xin phép chia sẻ cái quả đỏ của dự án trong binh trại 11, thì thực hiện tìm hiểu và lập một cái dự án cho cái việc triển khai văn hóa đọc. Thì bản thân
em cũng như là toàn thể binh trại đã thực hiện ngay từ đầu và thống nhất. Trong binh trại thì có 3 dự án, đó là dự án của em Hùng về phát triển văn hóa đọc của trường học, dự án của chị Giao ở tại Canada muốn xây dựng văn hóa đọc tại cộng đồng ở bên đó. Tiếp theo thì dự án thứ ba là của đồng chí Giang, cũng là một giáo viên và đã tham gia hành trình trước và cũng muốn xây dựng cái văn hóa đọc. Tuy nhiên thì hội đủ cái nhân duyên cũng như điều kiện thì cả binh trại đã cùng thống nhất xác quyết thực hiện dự án Ngọn Hải Đăng, xây dựng văn hóa đọc, tủ sách 1.000 cuốn cho học sinh tại trường tiểu học Đặc Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Thì qua cái việc thực hiện 4 điểm năm pháp và đã hoàn thành xong theo cái bài tập hàng rào thép gai cũng như là qua các buổi họp hiệp thương thì đã thống nhất và cũng xin cả binh trại, doanh trại cho một những bông hoa tươi thắm để chào đón quả đỏ của dự án ạ. Xin phép cho xin cô host chia sẻ màn hình. Hãy chia sẻ màn hình rồi ạ. Dạ vâng ạ, được ạ. Vâng ạ. Đầu tiên đây chính là một trong những phần truyền thông bên hộ pháp. Thực ra thì binh trại 11 đã phân chia rất là rõ cụ thể công việc và cũng hỗ trợ nhau, đồng thời cũng có cương pháp riêng của binh trại, tuy nhiên thì cũng rất ít khi thực hiện. Dự án tên là Ngọn Hải Đăng, chương trình quyên tặng sách cho học sinh trường tiểu học và quan trọng nhất là xây dựng văn hóa đọc cho học sinh. Đây là một trong những công tác truyền thông. Thì thực hiện dự án thì cả binh trại cùng lên kế hoạch và thực hiện một chuyến khảo sát sau khi đã hoàn thành 4 điểm năm pháp, thì mong muốn được khảo sát thực tế tại trường để cai gen chỉnh sửa lại 4 điểm năm pháp và cũng như kế hoạch trong các hàng rào thép gai sắp tới cho nó phù hợp và thực tiễn. Tính thực tiễn thì cả nhà đã binh trại đã thống nhất ngày 26 tháng 3. Tuy nhiên cái ngày này là một ngày rất đặc biệt, ngày thành lập đoàn, cũng anh em bận nhưng mà cũng thu xếp tham gia và tinh thần chung, và các đồng chí lên xe cũng rất là sớm. Sau khi đó thì đã hội hội quân tại nhà em Hùng biết ơn ạ, và họp hiệp thương đồng đội tại đây ạ. Sau đó thì di chuyển lên trường, dạ, anh em hội quân tại trên trường và cùng nhau thực hiện online và offline kết hợp. Những đồng chí mà không thể đến trực tiếp như là đồng chí Giao tại Canada hoặc một số đồng chí khác bận công việc thì vừa on vừa off. Trong cái kế hoạch hành trình thì có cả thực hiện vẫn 4 điểm năm pháp của cái buổi khảo sát này, rất là cụ thể, có timeline chương trình đầy đủ tất cả mọi thứ, và cũng xin phép ban nguyên tố cũng như là nhờ ban nguyên tố hướng dẫn chỉ điểm một số nội dung thì nó mới có kết quả. Đây, sau khi xong thì sau khi trên trường, trong cái thời gian trên trường thì bên trại cũng họp hiệp thương và cùng nhau hát bài ca thủ lĩnh. Cả nhà xem một đoạn này mà cũng không chiếu hết cho cái thời gian chia sẻ nó không có nhiều. Tại trường thì có các thầy cô là
phó hiệu trưởng ban giám hiệu đại diện công đoàn cũng tham gia và cũng lan tỏa được văn hóa đọc với các thầy cô. Thì tại đây thì cô phó hiệu trưởng cũng đang tham gia hiện tại văn hóa đọc K6, cũng chia sẻ một cái bài thơ cũng là quả đỏ của cô. Và sau khi họp xong, trình bày binh trại trình bày dự án xong, trao đổi và hiểu thương xong với nhà trường, xong thống nhất một số nội dung xong, thì cả binh trại cùng nhau gỡ bom tập thể một số cái hoạt động vừa khảo sát vừa gỡ bom. Đây nó có video nhưng mà dài quá em không biết, đơn không chia sẻ hết được ạ. Cái này em tại vì thời gian nó hơi gấp, cả nhà cũng hiểu thương, đúng ra phải bỏ vào slide theo trình tự. Sau khi xong thì cả nhà cùng xác quyết cho sau khi khảo sát. Đây là cái hình ảnh, em có một cái video, có một cái đây. Và cả nhà thấy cảm xúc như thế nào, có thể check in vào chat đúng không ạ? Vâng. Sau khi xong thì một phần không thể thiếu đó là tâm pháp. Thì sau khi ca hát xong thì một số cái cuộc gặp gỡ tại khu bảo tồn văn hóa Sóc Bom Bo, và đã được phòng đã liên hệ và chính thức giám đốc khu bảo tồn đã tiếp đoàn và giới thiệu cũng như là trực tiếp chia sẻ một phần, đó là trực tiếp đánh một cái bài hát, một cái đàn công cụ đàn đá. Đây, cả nhà cùng thưởng thức ạ. Sau đó thì ghé thăm một cái nữa, đó là kết quả của cái đầu tiên, sau đây mới là quả ngọt đấy, sau đây mới là quả đỏ. Thì đầu tiên thì binh trại hiện tại thì vừa kaizen, vừa chỉnh sửa 4 điểm 5 pháp, vừa thực hiện đồng hành cùng hai hoạt động và cũng thực hiện dự án, chạy dự án luôn. Đầu tiên đó là tủ sách, và đến tối hôm kia thì đã hoàn thành xong cơ bản như thế này. Cái này là phần mở ra, và khi đóng lại thì nó như là một chiếc tủ bình thường. Sức chứa của nó nếu mà để tối đa thì có thể phun tới 1.500 đến 1.700 cuốn, mà dự kiến là 1.000 cuốn thôi. Còn hai bên này thì sẽ để phần truyền thông cũng như là các gương vĩ nhân và một số câu cách ngôn liên quan tới văn hóa đọc cũng như là đọc việc đọc sách. Anh em cũng trong binh trại cũng rất là đoàn kết, và thực sự là em Hùng nhân đây cũng gửi lời tri ân và cũng cảm ơn rất là sâu sắc tới thủ lĩnh phụng sự chỗ Trang Bun và anh Quỳnh Đúc Kết, và cũng gửi tới tất cả các đồng chí trong binh trại cùng xác quyết thực hiện cái dự án. Và quả đỏ đầu tiên đó là việc mà ngày 24 tháng 4 tới thì sẽ bên chỗ anh Tùng, bên chỗ Tháp Đuốc Trí Tuệ có truyền cảm hứng tại trường và trao tặng mỗi tủ sách tinh hoa xây dựng thư viện ba gốc rễ tại trường Đều Đặc Nhau. Thì nhân đây thì em Hùng cũng gửi lời mời tới toàn thể doanh trại có thể thu xếp nguồn lực đến tham dự tại buổi này, và sẽ có giấy mời cụ thể trên doanh trại. Tiếp theo một số quả đỏ mà cả nhà ghi nhận, đó là một số sách mà số đồng chí Thúy, một bộ sách
đầy đủ, có đủ danh mục ba gốc của BKE tặng cho dự án. Đây là một quả đỏ rất là vui. Về sách thì còn có rất nhiều những tặng sách khác. Nhiều tặng sách khác nữa. Về phía hôm trước, điều mà em Hồng băn khoăn cũng như là cả binh trại băn khoăn đó là việc minh bạch trong cái việc thực hiện dự án. Thì chỗ thủ lĩnh Đỗ Quang Minh và một số ban nguyên tố và một số em cũng đã tham khảo chỗ đồng chí Hiếu và đã binh trại đã thống nhất là thực hiện mở một tài khoản riêng để minh bạch dự án. Đây có tài khoản riêng ạ. Và sau khi xong thì có nhận được một số quả đỏ của một số đồng chí trong binh trại. Đây là từ thủ lĩnh phụng sự. Quả đỏ tiếp theo là ủng hộ thư viện. Cái này ủng hộ dự án nội dung thì của đồng chí Thái Thị Bích Trâm. Cảm ơn đồng chí. Tiếp theo cũng một quả đỏ khác. Thì thực ra thì binh trại nhận được những cái tin này thì cũng hết sức vui, hết sức vui mừng. Thì để cuối kết cho cái này thì trong cái phần khơi nguồn thì chắc cả nhà xem qua cái tủ sách một chút xíu để hình dung. Cái trên là em chỉ trang trí thân vô hoặc là không dán mấy cái hình của vĩ nhân á, dán mấy cái hình vĩ nhân với lại ghi mấy cái bài thơ mà cái này chụp hình đăng lên cho bác né né xem quay cái chắc là sẵn sàng Việt Nam đặt hàng nhiều hơn nhiều á. Cái này thì anh em cũng biết xa là bây giờ như này nè, nếu mà đặt bên ngoài thì mưa thì nước nó vào trước em mới trao đổi. Vâng ạ, Trí Tuệ Việt Nam và các dự án khác nếu mà có đặt hàng cũng liên hệ em Hùng ạ. Vâng ạ, anh cảm ơn ạ. Phần tiếp theo khởi nghĩa thì binh trại cũng xác quyết thực hiện dự án trong vòng 1 năm, và sau khi thực hiện dự án Ngọn Hải Đăng xong thì tiếp tục hỗ trợ tiếp các dự án khác của chỗ đồng chí Giang và chị Giao ạ. Vâng ạ, cũng cảm ơn các đồng chí đã tham nhẫn theo dõi một số quả của em Hùng. Cảm ơn những tình cảm của tất cả các đồng chí. Và sau đây em xin chuyển mic cho ban nguyên tố ạ. Thôi ạ, cảm ơn Vinh Trại 11 rất là nhiều ạ. Cả nhà cùng thả cho đồng bộ mình những trái tim đi. Em chưa kịp sắp xếp được. Rồi ạ. Và ở nơi nào có thủ lĩnh thì nơi đó có văn hóa đọc, và trí nhân đi trước, tài vật sẽ theo sau. Đó, chúng ta cùng ghim lại như vậy đó ạ. Thủ lĩnh chúng ta sẽ là cái trụ cột đầu tiên mà chúng ta cần phải lan tỏa ở trong cái ba trụ cột là thủ lĩnh, phương pháp đọc và cái không gian thư viện, đúng không ạ? Rồi ạ, chúng ta còn dành 5 phút cuối cùng cho Vinh Trại 0104, chúng ta cũng có một quả đỏ này, mời đồng chí Lâm Nhung nhá. Rồi, mời đồng chí ạ. Dạ, vâng. Xin chào tất cả các đồng chí ạ. Và xin chào ban nguyên tố và tất cả các đồng chí thủ lĩnh thượng sự. Thì Binh Trại 01 thì có dự án văn hóa đọc ở trường một trường tiểu học. Nhưng hôm nay thì chị cũng đang bận nên là chưa chia sẻ được. Thì cũng xin được chia trong cái hành trình tham gia cái ban hóa đọc truyền giao, thì sau 3 tuần là dưới sự thắp đuốc của thủ lĩnh Ngọc Nguyễn và sự dẫn dắt tư vấn của thủ lĩnh Hạnh Nguyễn, rồi cùng sự đoàn kết và cùng giúp đỡ của các đồng chí trong binh trại 01, thì cá nhân của đồng chí Nhung thì cũng đã mạnh dạn là tham mưu với lãnh đạo đơn vị là xây dựng một cái phòng đọc ba gốc ở tại đơn vị mình, thì cũng rất là vui ạ. Trong sáng ngày hôm nay thì đã là cái buổi đầu tiên mà họp cái đội ngũ core team đấy, sau khi mà được hướng dẫn và cũng chỉnh sửa Kaizen 4 điểm 5 tháp, thì
cũng đã họp buổi đầu tiên, và trong cái đội ngũ của mình thì cũng có các đồng chí là được tiếp cận với lại văn hóa đọc, và có một số đồng chí thì ở trong đơn vị là cũng có rất là yêu cái văn hóa đọc. Thì xin hỏi thủ lĩnh Hạnh Nguyễn là có thể chia sẻ màn hình không ạ? Nếu mà chia sẻ màn hình được thì xin chia sẻ cái quả đọc của cá nhân. Mình được phép chia sẻ màn hình rồi đấy ạ. Dạ, vâng. Vâng ạ, thì đây ạ, đây là cái cả nhà đã nhìn thấy không ạ? Dạ, cả nhà có nhìn được màn hình không ạ? Em cũng không nhìn được. Mình ấn cái nút share màn hình ấy thì sẽ share được đấy ạ. Hoặc là mình có thể gửi lên cái nhóm Zalo trên chat, anh em có thể share giúp mình ạ. Dạ, ấn rồi đấy. Ấn rồi, à đây vào. Dạ, có nhìn thấy không ạ? Dạ, có nhìn thấy đấy ạ. Dạ, vâng. Thì trong đội ngũ họp sáng nay thì cũng đã chốt được là tất cả những cái kế hoạch chi tiết và cái mã gen mà của phòng đọc muốn xây dựng. Sau đó là cái bài hát để mà cùng sinh hoạt ạ. Rèn luyện thì sẽ lấy bài là Đồng đội tôi cùng rèn luyện. Thì nó cũng rất là ý nghĩa, bởi vì cũng báo cáo với các đồng chí là ở đây thì đồng chí Nhung thì ở trong lực lượng vũ trang đấy, cho nên là sau khi mà cùng họp thì đây là cái hình ảnh trong buổi sáng hôm nay thì cũng đã trực tiếp chia sẻ với đây là đồng chí bí thư đoàn và các đồng chí là chỉ huy ở các cái đội công tác mà trong lực lượng của công an huyện thì cũng đã rất là đoàn kết đấy, quyết tâm là sẽ xây dựng cái dự án phòng đọc ở đơn vị và sẽ triển khai ra mắt vào ngày 12 tháng 4, hình như là cái ngày mà được tốt nghiệp của cái hành trình này ạ. Và cái buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã cùng nhau làm việc, và trong cái quá trình mà xây dựng dự án thì cũng đã nhận được rất là nhiều những cái nguồn lực từ bên ngoài, như là ở thư viện tỉnh thì cũng kết hợp và cũng có những cái sách để luân chuyển cho cán bộ chiến sĩ. Và phòng đọc thì muốn bây giờ thì chưa có được trang trí đầy đủ, nhưng mà như ở đây ở cái bức tường, ở cái bức tranh này thì là sẽ trang trí đúng theo là mô hình ba gốc. Thì một lần nữa là cũng rất là cảm ơn các đồng chí trong ban nguyên tố và binh trại 01, và cũng mong là nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí trong cái thời gian tiếp theo để cho phòng đọc được ra mắt và đi vào hoạt động hiệu quả. Xin cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe. Rồi ạ, cảm ơn đồng chí Lâm Nhung, binh trại 01 ở khu vực Thái Nguyên đúng không ạ? Rồi ạ. Đó. Thì cả nhà có thể thả tim cho những người đồng đội của mình, có thể là bởi vì là bối cảnh nguồn lực đầy đủ các nhân hội tụ thì chúng ta dự án của chúng ta chạy được đúng không ạ, thì mình cũng thả những cái trái tim, và đó cũng là những cái động lực cho những người đồng đội của chúng ta ở những binh trại khác hoặc là những dự án khác, lấy đó làm chất liệu để chúng ta cùng thắp những ngọn lửa để lan tỏa văn hóa đọc. Và thông qua văn hóa đọc thì chúng ta trải nghiệm được cái hành trình giáo dục thấu hiểu chính mình đúng không ạ? Đó, giáo dục chuyển hóa chính là tự giáo dục chính mình và lan tỏa phụng sự dành cho cộng đồng. Đó, cảm ơn đồng chí rất là nhiều. Đó, thì binh trại của chúng ta tuần sau hay là những buổi khác thì chúng ta có những quả đỏ thì chúng ta cũng có thể chia sẻ ha. Chuẩn bị và chia sẻ cho binh trại của mình. Rồi ạ, nhà cùng thả tim cho đồng đội của mình nha. À, phần tiếp theo ạ. Đó, phần tiếp theo là chúng ta tới phần khơi nguồn. Chúng ta tiếp tục có được cho mình những cái công cụ, cái phương pháp tư duy để mình tiếp tục triển khai những dự án của mình. Thì xin mời thủ lĩnh Đỗ Quang Minh thì ngày hôm nay sẽ chia sẻ với mình một cái chủ đề, đó là năm pháp cá nhân và những cái chiến lược phát triển văn hóa đọc của chúng ta. Chúng ta đi triển khai cụ thể vào cái chiến lược và kế hoạch đấy ạ.
Dạ, xin mời thủ lĩnh Quang Minh có thể raise hand để ban tổ chức có thể ghi đồng chí lên ạ. Dạ, dạ mời thủ lĩnh Quang Minh ạ. Xin chào tất cả anh chị em ban nguyên tố, thủ lĩnh phụng sự, thủ lĩnh tập sự. Mình cũng đi được hơn nửa chặng đường, đến khoảng tầm 2 tuần nữa là mình kết thúc. 3 tuần, đã đi được 3 tuần, còn 2 tuần nữa. Thì mình nghĩ rằng là mỗi một hành trình văn học chuyển giao thì đều có những cái sự đổi mới. Mình cũng không biết là nó có tốt hơn khóa trước không, nhưng nó đều khác. Đến khóa này thì mình thấy rằng là có một cái mà mọi người có thể nhận rõ rệt ra được rằng là bản chất mình muốn xây dựng một cái cộng đồng mạnh thì nó phải đi ra từ một cái nhân quan trọng, là đi ra từ những người thủ lĩnh. Mà mình lại cứ đi bị chiều ngược là gì? Mình lại quá quan tâm đến cái dự án của mình, nó kết quả của nó như thế nào. Nhưng mình thì quan tâm một bài toán quan trọng hơn là cái nhân thủ lĩnh của mình thế nào. Nếu như mà nội hàm, năng lực cũng như là phẩm chất cá nhân của anh chị em thủ lĩnh vững vàng thì nó tương tác với những cái duyên, nó tương tác với những cái mình gọi là những cái nếu như ngôn ngữ gọi là nhân quả thông thường thì mình gọi là các duyên bên ngoài. Còn nếu như theo ngôn ngữ của nhân quả mà mình hay dùng là tương tác với các nhân khác, và sự tương tác này gọi là duyên nhau, thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều những cái kết quả dự án. Vậy thì ở đây mình muốn tập trung một cái nhân, đó chính là nhân thủ lĩnh. Cái nhân thủ lĩnh này tương tác với các nhân khác ở trong môi trường nào thì nó phát sinh ra cái quả ở môi trường đấy, thì nó mình không thể quyết định được. Mình chỉ quyết định được đúng cái nhân mà nhân của mình thôi. Cái nhân mà ở đây anh em có thể là tác động được thôi. Còn các nhân khác như là vùng miền, như là quê hương, như là xứ sở, như là điều kiện thiên nhiên, rồi tất cả những cái nhân tại địa phương mình, thì mình không thể nào mà tác động được nhiều. Thế cho nên là cái thành tựu lớn nhất của dự án văn hóa chuyển giao, mọi người thường muốn hướng tới một cái rất nhiều những dự án được nở hoa, nhưng mình thì nhìn một góc nhìn là thủ lĩnh có nở hoa gì, nở hoa trong tâm mình ấy, nở hoa trong cái phần năng lực phẩm chất cá nhân của từng anh em là được tăng trưởng. Còn cái nở hoa về mặt dự án, đôi khi có những dự án chia sẻ với cả nhà là nó thành công, nó không phải là do cái nhân từ con người đâu, nó thành công là do những cái nhân khác nó đẩy vào. Nhưng tự nhiên nó thành công chứ không phải là thành công nhân chính là do con người, mà nhân chính là nó do những cái yếu tố bên ngoài, yếu tố khác nó tác động vào. Cho nên là cái nhân gì mới là cái nhân cốt lõi, và đây chúng ta đang cùng nhau thực hành, đấy chính là tác động vào phẩm chất cá nhân của từng thủ lĩnh. Rồi cái phẩm chất cá nhân đấy nó tương tác với những cái nhân khác trong đời sống, nó tương tác với nhà trường, nó tương tác với cộng đồng, nó tương tác với gia đình, thì nó nở ra những cỏ hoa trái gì, thì cái đấy thì mình có để gọi là mưu sự tại nhân, còn thành sự thì tại nhân duyên. Thì đây mình chọn một cá nhân là tác động vào nhân của các thủ lĩnh. Đấy, thế thì mình co về bài toán là từ bản chất xây dựng cộng đồng chính là đào tạo xây dựng đội ngũ. Thế thì muốn xây dựng đào tạo đội ngũ thì phải có một cái nhân là nhân của những người thủ lĩnh. Đấy, thế thì ở đây mình thấy rằng là ở đây cả nhà đều đã được học về, mình sẽ nói về cái mô hình ba trụ cột lại một lần nữa nhé, trước khi mà đi vào phần năm pháp. Chúng ta thấy này, ba trụ cột này. Ở đây chắc là cả nhà đều rõ biết về ba trụ cột rồi, cho nên mình không có nhắc lại nữa. Thì đầu tiên là chúng ta, rồi mình sẽ link là lý do tại sao năm pháp cá nhân hay là người thủ lĩnh nó kết nối thế nào với dự án của mình, nó vô cùng quan trọng. Nếu như cái sự kết nối này rất chặt chẽ thì dự án của mình nó có tính bền vững. Cái kết nối của thủ lĩnh với dự án nó bị yếu thì nó kết nối bằng sợi dây gì, thì tí nữa mình sẽ chỉ cho cả nhà. Sợi dây này vô cùng quan trọng. Đó, sợi dây này vô cùng quan trọng mà rất ít dự án, rất ít anh chị em để tâm tới. Mình thường quan tâm đến phương pháp làm hơn, nhưng mình không quan tâm cái chất liệu nào là chất liệu thực sự là cốt lõi.
thì tí nữa mình sẽ chỉ ra cái chất liệu đó nha. Mô hình văn hóa đọc ba gốc thì ở đây chúng ta thấy rằng là đầu tiên cái nhân đầu tiên chúng ta cần phải nhìn là thủ lĩnh văn hóa đọc. Nơi nào có thủ lĩnh thì là một nhân tương tác với rất nhiều các nhân khác, nó sinh ra văn hóa đọc, đúng không? Và thủ lĩnh là người làm gương, có thời gian để triển khai dự án. Và chương trình đào tạo của chúng ta ở đây nó tác động vào người thủ lĩnh. Và từ đó người thủ lĩnh nắm được các phương pháp. Thứ hai là các phương pháp về văn hóa đọc, tự học, tự đọc theo 9 bước. Ở đây có thể là anh chị em mình không thấy rõ 9 bước cụ thể nó như thế nào, nhưng phần lớn ở đây anh chị em có thấy là chúng ta đều đang thực hành theo 9 bước hết. Đều có quả xanh, quả vàng, quả đỏ hết. Đều có tương tác làm việc nhóm hết. Đều có kết nối đa chiều hết. Và 4 giai đoạn làm văn hóa đọc, từ mầm xanh, quả xanh, quả vàng, quả đỏ. Thì đây là cái phần văn hóa đọc. Và cái phần thứ ba là gì? Ở đây chúng ta thấy rằng là cái mô hình mà chúng ta triển khai ở đây có phải là mô hình thư viện ba gốc, 5 cấp độ đúng không ạ? Đấy, tức là ở đây chúng ta đã có gọi là đóng gói lại được ba cái trụ cột này rồi. Đóng gói được thủ lĩnh thông qua việc đào tạo mã gen, đóng gói được phương pháp làm văn hóa đọc thông qua 9 bước và thông qua 4 giai đoạn, đóng gói được thư viện ba gốc 5 cấp độ. Thì ba cái này này nó chính là ba trụ cột, và chúng ta mang cái này đi chúng ta nhân bản. Đó, thì đấy là cái công việc chức năng chính của chữ T Việt Nam, và đang tác động vào giáo dục, và mượn văn hóa đọc nó là một phương tiện để tác động vào giáo dục. Chữ T Việt Nam không có cái định hướng là triển khai dạng một cái tổ chức dạng sách, tức là đi tặng sách, đi làm sách hoặc là đi bán sách. Thì chính quyền Việt Nam không là một tổ chức làm sách, làm về sách, chuyên về sách, mà sách nó chỉ là phương tiện trong một cái hệ sinh thái thôi. Sản phẩm chính của chính quyền Việt Nam nó là một cái hệ sinh thái. Một cái hệ sinh thái, nếu như xét về góc độ hữu hình thì nó là một hệ sinh thái. Nhiều dự án, và trong hệ sinh thái đấy nó có con người, nó có hệ thống. Và ngoài con người và hệ thống chưa đủ, nó còn có một cái nền tảng trí lực. Bản chất nó chính là trí nhân tài vật. Mấy cái đó gọi khác nhau thôi, còn bản chất nó trí nhân tài vật hết. Hệ sinh thái đấy nó bao gồm trí nhân tài vật. Thì nói lại cái điều này để làm gì với cả nhà? Để chúng ta làm cái gì chúng ta cũng không quên cái gốc. Cũng giống như việc một người xây dựng, muốn xây dựng một căn nhà. Một người muốn xây dựng một cái căn nhà thì anh ta phải biết về cấu trúc của căn nhà đó cần phải như thế nào. Thì ba trụ cột này cũng giống như hệt là một cái người kỹ sư muốn xây dựng một căn nhà, phải hiểu rất rõ, tôi phải đào móng, tôi phải xây tường, tôi phải xây cột, tôi phải làm sàn, tôi phải làm dầm, tôi phải làm mái. Tối thiểu phải nắm được mấy cái kiến thức cơ bản đó. Thì mô hình của chúng ta nó cũng như vậy. Mô hình của mình là nó cũng cần phải có ba cái thành tố quan trọng. Đấy là có thủ lĩnh, tâm huyết chưa, có một cái phương pháp đúng đắn chưa, và cái tiếp theo nữa là có thư viện, hay mình gọi là cái tài lực vật của mình ấy, nó đã có chưa. Thì cái mô hình của chúng ta là nó có ba cái thành tố này nha. Mình nhắc lại kiến thức để cả nhà, tại vì phần lớn mình làm là nó chỉ có xoay quanh mấy cái kiến thức lõi này thôi. Đấy, cho nên là đi đâu làm gì thì cũng nhớ cái kiến thức lõi này thì nó sẽ bền vững. Rồi vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Vậy thì hôm nay mình sẽ nói về 5 pháp cho cá nhân. Và 5 pháp này nó tác động thế nào với cái dự án của mình? Thì tí nữa mình sẽ nối. Thì nhắc lại một chút với cả nhà là định vị bản thân theo 5 pháp. Đó. Đây, để chúng ta thấy ở đây mình nói luôn về 5 pháp, cái mô hình 5 pháp cốt lõi để nhân bản mã gen thủ lĩnh. Thì có phải là ở đây trong hành trình này của chúng ta, cái 5 pháp cá nhân của mình, thì cái tâm pháp của chúng ta lấy cái tinh thần huyền không hay là mã gen không là cái cốt lõi, là cái phần của tâm pháp. Thực hành được mã gen không bằng rất nhiều cái phương pháp khác nhau. Mình có luyện sự điềm tĩnh hàng ngày thông qua
cuốn sách Cái Dung Của Thánh Nhân này, anh chị em có phương pháp để thư giãn, thả lỏng, đúng không? Chú tâm, cảm giác toàn thân. Chúng ta có siết chặt răng lưỡi, chúng ta có ngồi tĩnh tọa, chúng ta có ngồi thiền, có làm việc trong cuộc sống, lúc nào cũng làm việc một chút xong rồi chúng ta dừng lại. Chúng ta lại có cái sự nhắc nhở bản thân mình phải sống liên tục là chánh niệm. Đến đoạn cuối, cái chương cuối của cuốn sách Cái Dung Của Thánh Nhân ấy, thì Trang Tử có một câu là: khôn chết, dại cũng chết, chỉ có người biết là người sống. Khôn thì cũng chết mà dại thì cũng chết, nhưng có người biết là người sống thì biết là biết cái gì? Biết ở đây chính là biết rõ cảm giác trên thân thì mới là biết. Biết ở đây chính là gì? Biết thực tại là cảm thọ mới là sống. Biết ở đây chính là gì? Biết tất cả những gì mình nghe, thấy hay biết không phải là thế giới vật chất mà là cảm giác, là tâm, thì đó mới là sống. Thì đó là chính là chúng ta thực hành được cái tinh thần huyền không. Thì tất cả những nền tảng đó thì chúng ta mới có những câu như là: tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tạ, chết từ thỏ lọt lòng. Thì chúng ta mới có được những câu như là: khi phụng sự hết lòng, khi vô sự tâm không, vừa làm tròn hiếu đạo, vừa thống thiền, vừa sống thiền thong dong. Những câu đó là những câu mô tả về những cái quả thôi. Còn cái quan trọng đầu tiên là cái nền tảng nhận thức của mình nó phải đúng đắn. Thế cho nên là khôn thì cũng chết mà dại thì cũng chết, chỉ có người biết là người sống. Đó, thì cái biết mà sống ở đây thì chính là biết được những gì đang diễn ra. Và cụ thể cái gì đang diễn ra? Ở đây mình tin rằng ai cũng biết những gì đang diễn ra hết, nhưng biết sai về nó. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Chứ còn không phải là mình không biết những gì đang diễn ra đâu. Tất cả loài người này ai cũng đều đang biết những gì đang diễn ra, nhưng biết sai về nó thôi. Bởi vì nếu như không biết những gì đang diễn ra thì xin thưa với cả nhà là chúng ta không thể sống được. Nhưng biết sai về nó nha. Biết sai về nó. Thực tại này nó là cảm giác. Những gì mình nghe thấy hay biết được trong đời sống nó là cảm giác, nhưng mình co cho nó là thế giới vật chất. Cho nó là thế giới vật chất thì cho nên là gán cho đặc tính cho thế giới vật chất thì mới sinh ra ông này xấu, ông kia đẹp. Mà đã xấu thì mình ghét, mà đã sinh thì mình thích. Có ghét có thích thì nó sinh ra tham sân si, nó mới sinh ra phiền não. Nó mới sinh ra việc là có ông ta đang chửi tôi, có ông kia đang khen tôi. Khen thì có người khen mình thì mình thích, có người chê thì mình ghét. Nhưng mình không biết đó chỉ là cảm giác âm thanh. Những gì mình nghe thấy hay biết là cảm giác âm thanh, không phải là những thứ mình biết là do người kia nói. Mình biết có sự hiện diện của người kia nhưng mình rõ ràng không biết những gì mà họ đang nói, bởi vì những gì họ đang nói nó tương tác với tai của mình, nó phát sinh ra cảm giác âm thanh. Cái đó là cái biết. Cái biết này mới thực sự là giúp cho mình nhìn được sự thật là gì. Nhưng cái biết này tương đối là khó thấy, nên cho nên là mình phải thực học, thực hành dần dần. Thì từ cái chất liệu tâm pháp đó thì mình mới soi sáng, thì mình nhìn mọi cái mục tiêu rồi ước mơ hoài bão gì đấy nó mới được gọi là chín chắn đúng đắn được. Đó, chứ mình không có coi thứ gì đấy nó quá là gọi là mơ hồ. Thì từ đó chúng ta mới sinh ra cái định pháp là gì? Là chúng ta muốn đào luyện trở thành một cái thủ lĩnh có những phẩm chất là điềm tĩnh, sáng suốt và phụng sự, tức là phụng sự hết lòng, cống hiến cho cộng đồng. Nhưng mà phải dựa trên nền tảng là tự nương tựa nơi chính mình, lấy ngọn đèn giáo chánh pháp làm chỗ để nương tựa. Và khi mà đã lựa chọn cho mình là trở thành một cái người thủ lĩnh, bởi vì khi tham gia vào hành trình này là chúng ta rèn luyện để trở thành thủ lĩnh,
Thì cái thủ lĩnh ở đây mình tạm gọi là một cái danh xưng cho một cái phẩm chất là điềm tĩnh, sáng suốt và phụng sự. Và thủ lĩnh không phải danh từ, thủ lĩnh là một phẩm chất, chứ chúng ta không coi nó là một danh từ. Danh từ thì chúng ta lại đi đâu cũng mang nó theo. Không, khi nào bạn sống điềm tĩnh, sáng suốt và có tinh thần phụng sự thì bạn mới là người thủ lĩnh, chứ không phải là tốt nghiệp xong thì được gọi là thủ lĩnh. Tốt nghiệp xong chúng ta gọi thủ lĩnh là mang tính chất thủ lĩnh danh xưng, còn sống với nó mới quan trọng. Rồi cương pháp, giới luật mình cần phải giữ gìn này. Thì chúng ta lựa chọn là ba lời thầy tiểu tâm đọc hàng ngày, hàng buổi rồi. Thì cái này thì mình không nhắc lại nữa. Rồi hành pháp, cụ thể chúng ta hành pháp là gì? Thì đúng trong một câu thôi, là thực hành 4 điểm 5 pháp, xây dựng đội ngũ 6 hòa thông qua 5 thói quen hàng ngày. Đó. 4, 5, 6. 4 điểm 5 pháp và 6 hòa. Có thể cái phần 6 hòa nói nó hơi bị lướt trong hành trình này, nhưng cái phần 6 hòa vô cùng quan trọng. Một trong những cái chiến lược xây dựng cộng đồng, ai muốn xây dựng cộng đồng hay xây dựng đội ngũ mạnh mà không nắm được lục hòa thì chắc chắn là mình xây dựng nó bị yếu. Bởi vì bản chất cộng đồng cũng từ đội ngũ mà sinh ra. Thế cho nên là khi mình muốn xây dựng được cộng đồng thì mình phải xây dựng từ đội ngũ đã. Mà muốn xây dựng đội ngũ thì lục hòa nó là một cái pháp vô cùng quan trọng. Thì cũng đã chia sẻ với cả nhà trong những cái buổi đầu tiên của hành trình rồi, từng chi phần của lục hòa nó như thế nào. Thì cả nhà có thể nghe lại cái bài này nhé. Nghe lại cái bài này. Kiến thức căn bản nó chỉ có như vậy thôi, nhưng mà nó vô cùng cốt lõi. Và ban tổ chức có đẩy toàn bộ tất cả các phương pháp thực hành 456 này nha, 456 thông qua 5 thói quen. Đấy, ví dụ 4 điểm 5 pháp 6 hòa như thế nào thì đẩy vào trong 5 thói quen. Ví dụ như là hàng ngày chúng ta phải tương tác, gọi điện cho bạn bè, gọi điện cho đề nghị thân, gọi điện cho nhau để nói chuyện, để thảo luận, để chụp ảnh màn hình gì đấy. Thì nó chính là cái sống, thế là thân hòa với kiến hòa với đội ngũ. Rồi bài tập nhóm, thân hòa, kiến hòa, ý hòa, thảo luận với nhau gần như là 6 hòa hết. Cho nên là mình tua lại những kiến thức này để chúng ta nắm lại về tổng quan cái nội hàm chính của hành trình văn học chuyển giao thì bằng đúng cái slide này, không có gì hơn nữa cả. Và cái phần hành pháp như vậy thì chúng ta cần một cái môi trường để phát triển, để chúng ta có thầy hiền trí, có tài liệu tinh hoa và có nhóm bạn đạo. Ở đây mình dùng từ khác một chút, không phải là sách hay mà gọi là tài liệu tinh hoa. Vì video rồi bài giảng, tất cả những cái dạng tài liệu, video này, sách hay là một bài pháp, hay là mình nghe ai đó nói một câu chuyện gì đấy rất hay thì mình gọi chung là tài liệu. Mình không dùng từ sách nữa. Thầy hiền trí, tài liệu tinh hoa và nhóm bạn đạo. Chứ không chỉ dừng lại nhóm bạn tốt, bạn đạo tức là gì? Phải chung chi hướng về mã gen không. Chung chi hướng là mình luôn giữ được cái tinh thần huyền không trong làm mọi việc. Thì tinh thần huyền không ở đây mình tạm chia nó thành ba cái cấp độ. Mình chưa có đúc kết thành slide, nhưng mà hôm qua có chia sẻ với anh chị em trong ban quản trị của ban chăn trở của câu lạc bộ thủ lĩnh. Cấp độ đầu tiên, cấp độ gọi là sơ khởi của tinh thần huyền không, thì chúng ta chỉ cần nhớ đấy, một cái điều rằng là huyền tức là sống hòa đồng, hòa ái với mọi người, không có hơn thua được mất gì với mọi người, sống một cách rất hòa ái, tử tế. Không tức là làm gì cũng không bị dính mắc vào kết quả mình làm. Cho dù được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ hay là vinh nhục thì mình cũng điềm tĩnh trước mọi sự. Thì huyền không, đấy là cấp độ sơ khởi dành cho toàn bộ cộng đồng, mình nói với ai mà cũng hiểu được. Huyền tức là sống hòa đồng, hòa ái với mọi người, sống sẵn sàng là nhường nhịn. Nó không tức là không bị dính mắc bởi kết quả mình làm. Mặc dù là phụng sự hết lòng, còn không thì là vô sự khi mà kết quả nhận về. Đấy, thì đấy là cấp độ đầu tiên của huyền không. Cấp độ thứ hai là chúng ta là gọi là thực hành rèn định, gọi là luyện cái phẩm chất gọi là định tĩnh. Thì mình phải thực hành được cái phương pháp liên quan tới thư giãn, thả lỏng, chú tâm cảm giác toàn thân, và thực hành được
cái phẩm chất gọi là điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Cái này gọi là rèn định. Thì muốn rèn định được thì chúng ta phải liên tục ghi nhớ, không quên thân, không quên mình theo vật. Thì phải học kỹ và thực hành kỹ cái phương pháp mà thiền sư đã giảng dạy. Chúng ta phải thực hành cái điều đó. Nhưng rèn định không phải là rèn trong, không phải là rèn khi ngồi đâu, rèn trong mọi việc. Mình giữ được cái sự điềm tĩnh. Thì đây là cái phần thứ hai. Đến cái phần thứ ba là phần khó hơn, là thực hành tuệ. Tức là gì? Phải thực sự là thấu triệt được, học hành và thấy được thực tại là cảm thọ. Thấy được là khảo sát được, thấy bằng thật, chứ không phải là tin vậy cứ mơ mơ hồ hồ thì chúng ta dừng lại ở huyền không 1, huyền không 2, chưa lên được huyền không 3. Ai mà thực sự thấy thực tại là cảm thọ thì mới bắt đầu lên được huyền không 3. Còn không, chúng ta đang loanh quanh huyền không 1, huyền không 2 thôi. Thậm chí ai mà chưa lên được huyền không 2 thì thôi cứ ở huyền không 1 cũng được. Làm gì sống với mọi người cũng hòa ái, không hơn thua được mất. Nhưng mà tất nhiên huyền không 1 thì vẫn có hệ lụy. Bởi vì đang tu bằng lý trí, giống phương pháp của cụ Cần. Huyền không 1 là mình thực hiện phương pháp của cụ Cần. Luyện tu bằng lý trí thì nó vẫn có hệ lụy, nó chưa rốt ráo. Đến huyền không 2 là bắt đầu nó có cái sự điềm tĩnh, biết bớt suy nghĩ đi hẳn. Cả nhà có định thì gần như những cái lăng xăng khiến cho mình phiền não nó ít lắm, ít hơn nhiều. Nhưng đến huyền không 3 thì bắt đầu là mới thực sự là phát triển đến rõ nét được, là thấy được sự thật. Ở đây mình khẳng định là cái từ sự thật, chứ không phải là sự thật tương đối hoặc sự thật tuyệt đối nha. Mình chỉ dùng từ sự thật thôi, chứ không có chuyện là tương đối hay tuyệt đối. Tại vì sự thật có một thôi, một nửa cái bánh mì đâu phải là cái bánh mì nữa, nên không dùng cái từ tương đối nữa. Mình chỉ nói là sự thật. Mà sự thật là gì? Nhìn thấy được những gì mình nghe, thấy hay biết, tiếp xúc hàng ngày đều là cảm giác, đều là tâm, không phải thế giới vật chất. Thì khi mình hiểu nó là tâm rồi thì mình đâu còn đổ lỗi cho ông chồng, bà vợ, đâu còn đổ lỗi cho thế giới vật chất nữa. Cái này là cái khó thấy. Cho nên là cả nhà cứ tu tập dần dần, có thể bắt đầu từ huyền không 1 trước, sau đó lên huyền không 2, dần dần lên huyền không 3. Sau này những cái nhà đủ duyên hơn, chúng ta hiểu hơn về lý duyên khởi, chúng ta hiểu hơn về lộ trình tâm, con đường hai ngã, chúng ta hiểu hơn về nghiệp nhân nghiệp quả, để chúng ta mới thực sự là sâu sắc ở cái huyền không 3 đó. Thì cho nên là đây chính là năm pháp cá nhân của các thủ lĩnh. Thì mình nhấn mạnh lại là học và thực hành theo năm pháp này thường xuyên. Đầu tiên là cái chất tâm pháp rất 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 chắc cái tinh thần huyền không theo từng cấp độ một. Cấp độ đầu tiên ai thì dành cho gọi là đại chúng, ai cũng có thể là thực hành được, sửa đổi bản thân mình để thay bản thân mình nó thay đổi. Để cấp độ hai là bắt đầu là sống nó định tĩnh hơn, không có bộc trộm. Cấp độ thứ ba là bắt đầu là nhìn thấy được thực tướng của mọi việc, các sự vật hiện tượng trong đời sống một cách rõ nét. Nhưng tất nhiên tâm của mình thì nó không phải lúc nào nó cũng cố định, nó sẽ sinh diệt, cho nên là không phải lúc nào cũng ngon. Đấy, có lúc nó ngon, có lúc nó không ngon, cho nên là cứ dần dần mà tiến. Cho nên là tất cả những gì mà mình ở đây á, anh chị em chỉ cần nhớ cái đoạn này là được rồi. Chỉ cần nhớ đúng cái slide này là toàn bộ tất cả hành trình của mình đào luyện ở đây hết, đào luyện thông qua cái slide này hết. Thì đây gọi là năm pháp cá nhân của một thủ lĩnh. Cho nên là ở đây hãy lấy tinh thần huyền không làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm chỗ để nương tựa, rèn luyện phẩm chất điềm tĩnh, sáng suốt và phụng sự. Thực ra thì điềm tĩnh, sáng suốt và phụng sự là cách gọi khác của bát chánh đạo thôi cả nhà. Điềm tĩnh nó chính là chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Sáng suốt nó chính là chánh tư duy và chánh kiến. Còn phụng sự nó chính là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhưng mà mình không dùng từ bát chánh đạo vì sợ thêm nhiều thuật ngữ mới. Ai mà đã biết thì có thể lưu tâm, còn ai không biết thì thôi, không cần quan trọng nha. Rồi bây giờ chúng ta xong cái chi phần năm pháp cá nhân, để chúng ta chuyển sang một phần rất là quan trọng liên quan tới 4 điểm. Hôm nay mình sẽ chữa sâu về 4 điểm cho cả nhà.
Đây, có một cái slide, cái này mình gọi không phải slide, mình gọi là giáo trình đi, để cho cả nhà đỡ bắt bẻ là tại sao slide lắm chữ thế. Bình thường các bình thường đi chia sẻ thì sẽ ít slide, ít chữ thôi, nhưng ở đây mình gọi là giáo trình. Đây, bốn điểm ở đây mình đã đưa ra ý kỳ để cả nhà có thể hoàn thiện lại cái phần kế hoạch, hoàn thiện lại cái phần kế hoạch của mình nhé. Ở đây cả nhà giúp mình một việc, đừng nhìn hết tổng bộ, nhìn từng phần một nhé. Trước khi đi về chiến lược, cả nhà nhớ lại kiến thức về 4 điểm. Chiến lược bản chất là một điểm trong 4 điểm thôi, chiến lược và kế hoạch thì nó là một chi phần. Thì chúng ta đi về 3 điểm trước nữa để chúng ta mới đi ra được cái phương pháp chiến lược nó như thế nào. Thì ở đây đầu tiên chúng ta nhìn về góc độ của bối cảnh. Thì nó có 4 cái mục nha cả nhà. Thì đầu tiên này, mục 1.1 này. Thì sau này các dự án có thể là làm lại theo cái những cái câu hỏi gợi ý ở đây. 1.1 mình gọi tạm gọi là gì? Là sơ yếu lý lịch của dự án. Hay mình gọi là thông tin dự án. Thì các đồng chí phải viết ra được là tên dự án là gì, số lượng nhân sự như thế nào, địa chỉ, một số thông tin cơ bản khác về cái dự án ấy. Ví dụ dự án văn hóa đọc tại trường trung học cơ sở ABC, địa chỉ tại XYZ, một số thông tin như là trường thành lập năm nào, có bao nhiêu giáo viên, có bao nhiêu học sinh, đúng không? Để cả nhà phải ghi lại những câu này nhé. Ghi lại những câu này. Ở đây mình không có đủ cái thời gian, không có đủ cái không gian để điền hết vào, nên cho nên mình chỉ nói miệng thôi. Để cả nhà phải nắm được ý. Đó là những cái thông tin căn bản để ghi vào. Đấy, trường thì có cái đặc biệt lưu ý gì không? Ví dụ là trường vùng cao, trường vùng núi hay là cái gì đó. Chúng ta phải ghi vào. Thì đấy là 1.1 là xác định được cái thông tin của dự án. Đến 1.2 là chúng ta xác định cái bối cảnh gần. Gần tức là nó sát với mình thì mình gọi là gần. Thì chúng ta phải trả lời được này. Đơn vị đang trong giai đoạn nào, có sự kiện gì đáng chú ý không? Ví dụ hiện tại chúng ta đang ở tháng 3 thì chúng ta viết này. Trường hiện tại dự án đang trường của chúng ta đang trong giai đoạn là thi giữa học kỳ hay gì đó. Hay là đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một cái sự kiện lớn nào đó chẳng hạn. Ví dụ 21 tháng 4 sắp tới, cái ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Đó, kiểu như vậy. Thì chúng ta biết được nó là trong cái giai đoạn này nó có điểm gì lưu tâm. Bởi vì cái yếu tố này vô cùng quan trọng, nó sẽ tác động rất lớn đến dự án của mình. Nên mình phải viết nó vào để mình có lưu tâm nha. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải chia sẻ là truyền thống văn hóa tại đơn vị về văn hóa đọc từ trước đến bây giờ nó có tốt hay không. Giống như trường khi mà mình cùng với anh em trên tuyển Việt Nam vào trong trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu ở Huế. Khi mà trước trong cái chuyến mà anh em vào Huế, khoảng tầm gần chục anh em xuất ra giáo duyên ấy, thì trước đó có vào Huế thì gặp thầy hiệu trưởng cũng là học viên khóa K4 hay K5 gì đấy, của K4 của văn hóa đọc, hành trình kiến tạo văn hóa đọc, thầy Phan Đăng, thầy Nguyễn Thanh Dũng thì phải, thầy Thanh Dũng, đúng rồi, thầy Thanh Dũng, và thầy là hiệu trưởng hiện tại của Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu. Cả thầy cả cô đều là giáo viên trong trường và đều là học viên của hành trình văn hóa đọc. Thì buổi hôm đó thầy mời cả thầy nguyên phó hiệu trưởng là thầy Lẫm, Vệ Văn Lẫm, đúng rồi, thầy Vệ Văn Lẫm. Thì mới biết được rằng là cái lịch sử của nhà trường từ trước đến bây giờ là đời hiệu trưởng hay là đời ban giám hiệu nào cũng rất tâm huyết về văn hóa đọc, đều tổ chức ra rất nhiều chương trình văn hóa đọc cho học sinh. Và đây nữa là một truyền thống của nhà trường. Thì đây là một thông tin rất quan trọng. Chúng ta phải ghi cái thông tin này vào trong phần bối cảnh như cả nhà. Để làm gì? Để còn kế thừa và phát huy. Và trong cái phần công văn hay là trong bất cứ một bài phát ngôn nào của một người hiệu trưởng hay của một người trưởng dự án luôn phải nhắc đi nhắc lại với mọi người rằng ngày xưa chúng ta đã thế này, đúng không? Để làm gì? Để nhắc lại cái truyền thống của lịch sử của nhà trường. Để tạo cho mọi người một cái mạch rằng là chúng ta đang làm để nối tiếp cái lịch sử của truyền thống của nhà trường. Nếu như trường mình không có thì thôi nhé. Nhưng nếu như trường mình có một cái điểm nhấn nào đó trong cái truyền thống văn hóa thì cả nhà phải ghi lại giúp mình. Rồi, một cái điểm key nữa này. Hôm nay nhờ một số anh chị em nào có thể nốt lại những gì mình chia sẻ, bởi vì mình không nốt ra được mà sợ là nói xong là mọi người không nghe lại nó bị quên hết. Thì trong trường hợp này, nếu như vẫn có một cách nữa để duy trì được truyền thống thì mình có một cái phương pháp nữa là mở rộng vấn đề. Là nếu như
Trường của tôi không có. À, không sao, hãy nghĩ về địa phương của tôi thì cả nhà đã mở rộng cái cụm đấy ra. À, trường mình không có, vậy thì mình xem cái địa phương tại mình có cái truyền thống yêu học không, có cái truyền thống gì đặc sắc liên quan đến văn hóa đọc không. Địa phương lại tại xã mình không được thì huyện mình không được thì tỉnh mình không được thì nói về quốc gia, nói về những người anh hùng lịch sử dân tộc, rồi mở rộng ra trên thế giới. Thì đấy là một cách để chúng ta có thể là lưu tâm lại trong cái phần liên quan tới truyền thống văn hóa. Vì sao? Bởi vì con người của mình ấy, thì cần cái tấm gương để noi theo, cần cái bằng chứng xác thực để mọi người tin rằng những thứ chúng ta làm là đúng đắn. Thì chúng ta phải liệt kê ra được cổ từ cổ đến chí kim, từ đông sang tây, rồi tại địa phương của chúng ta là những ai. Chúng ta nhìn lại cách hành văn và cách thuyết phục cộng đồng theo đường lối của đường cách mệnh, chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái bài toán là Bác Hồ chỉ ra rất nhiều những cuộc cách mạng từ đông tới tây, từ nam ra bắc, từ rất nhiều nơi trên thế giới, là cái nào thất bại, cái nào thành công, và chỉ ra là cách mạng Nga là thành công. Cho nên mình lấy một hình mẫu cách mạng Nga để có thể follow. Một cái tác phẩm nữa rất là hay là cả nhà đọc Hình Tướng Sĩ. À, ai đọc Hình Tướng Sĩ có thấy thì thấy rằng là Trần Quốc Tuấn lấy rất nhiều những hình ảnh từ cổ chí kim, đúng không? Cũng y hệt như vậy. Chúng ta muốn làm cái này, chúng ta phải 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 lấy cái thông tin này để làm gì? Để tí nữa mình sẽ chỉ cho cả nhà một cái tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu này tôi khó nhưng mà làm được thì vô cùng truyền cảm hứng nha. Thì tí nó nói với cả nhà sau. Cả nhà ghim lại một cái điều này giúp mình để nó sẽ biến trở thành một cái tâm thư mình gửi cho toàn bộ của cộng đồng, và đi đâu mình cũng mang cái tâm thư này mang theo. Nhưng tại sao trí tuệ Việt Nam lại có tâm nguyện cách mạng văn hóa đọc? Trí tuệ Việt Nam lại có tâm nguyện cách mạng giáo dục chuyển hóa? Nha, mình ghim cái điều này lại để lát nữa, để sau này mình chạm được tâm của từng người bằng cái tâm nguyện đó, thì chúng ta phải thực hiện được cái tâm nguyện này, phải gọi là mở lòng ra để viết. Đó nha. Cái thứ hai này, cái thứ ba này, trong cái phần bối cảnh gần là chủ trương chiến lược của đơn vị có liên quan gì đến văn hóa đọc hay không, chúng ta phải cũng phải biết được rằng, ví dụ trong trường của tôi, trong tháng này hay cộng trong công ty của tôi, là chủ tịch hay giám đốc đã đưa ra được phương án, đã đưa ra được chỉ thị là phải làm cái này cái này cái này. Cũng y hệt như vậy, là chúng ta phải đưa ra được chủ trương chiến lược của trường mình, của đơn vị mình, là trong năm nay có đề xuất cái gì chưa để làm không, thì cũng phải viết cái này ra, phân tích rất chặt chẽ nha. Rồi bắt đầu này, trong một phần bối cảnh gần nữa, điểm thứ tư trong bối cảnh gần là mình phải phân tích được đối tượng của đơn vị. Thì chúng ta phải phân tích được ba đối tượng chính là ban lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo và các em học sinh. Và chúng ta phải xác định nhóm nào là củi khô, nhóm nào là củi ướt. Nhóm nào là dễ tác động làm trước, nhóm nào là khó tác động làm sau. Phải xác định được ngay từ khi chúng ta xác định được bối cảnh gần rồi. Áng áng rồi. Đấy, thì đòi hỏi là quan sát, phải quan sát nha. Thì đấy là bối cảnh gần là tác động trực tiếp tới mình. Rồi 1.3 là bối cảnh xa. Bối cảnh xa thì cả nhà phải thêm một cái việc rất quan trọng là tình hình văn hóa này, chính trị tại địa phương của mình có cái gì tác động tới cái dự án của mình không? Tại địa phương của mình thì có cái thư viện nào không? Để làm gì? Để mình còn kết nối nha cả nhà. Rất nhiều trường học là kết nối với các thư viện tỉnh. Vậy thì nếu như chúng ta nắm được một cái nguồn lực của địa phương là địa phương mình có một cái nhà văn hóa, địa phương mình có một cái thư viện, để sau này mình có thể dẫn các học sinh của mình qua đó để thăm. Hoặc là có một nơi công cộng nào để có thư viện hay không? Có tủ sách lớn mà mình có thể kết nối hay không? Đây cũng là một trong những cái nghiên cứu quan trọng để làm gì? Để chúng ta còn kết nối sau này cho các bạn ấy đi. Sau này truyền cảm hứng sách, tức là cái chương trình mầm xanh cho học sinh ấy. Đôi khi chỉ cần là cho các bạn ấy đến nhà sách, các bạn ấy chơi một buổi. Đấy, chứ đâu nhất thiết là mình phải mở ra gì nếu nó căng thẳng, thậm chí thư viện nhà nó chán rồi, cho các bạn ấy đến một cái nhà sách. Thì chúng ta phải nắm được là địa phương mình có bao nhiêu cái thư viện, có bao nhiêu cái nhà sách. Và phong trào tại địa phương của mình có cái gì không? Đấy. Ngoài ra có một phần bối cảnh xa nữa ở đây mình chưa có nốt vào. Phải thêm vào đây. Có một cái phần nữa là gì? Là cái phần liên quan tới các công văn.
từ sở và từ sở giáo dục này và phòng giáo dục đó có chỉ đạo gì trong trong năm nay không về văn hóa đọc không, để mình nương theo mình làm cho hợp pháp đúng không nào? Thì sau đó thì chúng ta mới đánh giá được 1.4 là đánh giá được cơ hội và thách thức đó. Khi xét bối cảnh thì chọn những việc liên quan sát nhất với mình chứ không cần phân tích chi tiết hết nha. Thì đấy, đấy chính là cái phần đầu tiên là phần phân tích bối cảnh. Thì cả nhà phân tích lại dự án. Đấy, cả nhà để ý này. Chúng ta luyện phân tích cái này để luyện tư duy. Chứ không phải là tôi lấy cái này để tôi làm dự án cho nó thành công. Mà mình phải có thêm một mục đích nữa là mình luyện cái tư duy. Đó, mình luyện cái tư duy. Thì khi mà mình luyện tư duy, cái phẩm chất cá nhân của mình nó tốt dần đó, thì sau này mình có thể ứng dụng trong mọi việc. Thì đấy chính là cái phần liên quan tới bối cảnh. Thứ hai là chúng ta đến với phần nguồn lực. Thì chúng ta phải vẽ được ra bốn dạng nguồn lực là trí, nhân, tài, vật. Thì chúng ta nhìn vào phần trí lực. Trí lực là gì? Chúng ta phải xem ekip ban tổ chức có nền tảng trí lực hay chúng ta gọi là gen nào chung nhau. Đó. Mình phải viết được cái này ra để làm gì? Để xác quyết lại. Đó. Trí lực. Cái thứ hai là mục tiêu là tầm nhìn vượt thoát lớn nào mà nhóm bác cùng thống nhất trước đây. Chúng ta còn viết lại. Viết lại để làm gì? Để chúng ta căn cứ xác định trong cái bước thẩm định mục tiêu. Cả nhà nhớ là trong thẩm định mục tiêu chúng ta có 3H đúng không? Thì trong đó có chữ H đầu tiên là hòa hợp. Vậy thì những gì chúng ta đưa ra ở đây nó phải tương xứng, nó phải hòa hợp với những gì chúng ta đã thống nhất trước đây. Đó, cho nên là cái phần này nó hơi khó một tí. Mục tiêu nào trước đây mình đã thống nhất thì bây giờ mình làm cái dự án này để phục vụ cho mục tiêu đó, để nó hòa hợp lại. Hai chấm hai là nhân lực. Thì chúng ta có ba việc trong nhân lực. Một là chúng ta xác định cái nhân sự nào sẽ tham gia dự án này, đồng chí nào tham gia thì giơ tay. Đấy, phải rõ ràng. Sau đó thì mình đánh giá sơ bộ năng lực, năng lượng và thời gian của anh em. Và quan trọng hơn này, cả nhà phải cảm nhận được hai cái vấn đề trong đội ngũ đấy. Trong một đội ngũ thì mình thường quan tâm tới hai cái vấn đề. Nếu như cá nhân thì mình quan tâm về ba cái vấn đề là năng lực, năng lượng và thời gian. Nhưng nếu như là đội nhóm thì mình quan tâm vào hai cái vấn đề là sự đoàn kết của đội ngũ, là đội ngũ này có thấu hiểu về trí lực hay không, tức là thấu hiểu chung về nền tảng trí lực. Bởi vì cả nhà đã thấy trường hợp là trong một đội ngũ có rất nhiều anh em giỏi nhưng không làm việc được với nhau đúng không? Cho nên sau này mà dự án của mình nó thành hay không thành thì chúng ta phải nhìn vào yếu tố đấy. Anh em có đoàn kết và thấu hiểu chí lực chung không? Ngoài ra có một yếu tố nữa là người thủ lĩnh. Và cuối cùng là mình sắp xếp nhân sự và các vị trí phù hợp. Sau khi mà mình đã nắm được thời gian, năng lực và năng lượng của anh em thì sắp xếp nhân sự và các vị trí phù hợp. Thì đấy là năng nhân sự này. Rồi, 2.3 là tài lực. Thì nó luôn có một cái cần huy động. Thì thôi mình cái này mình đi lướt. Những cái gì đơn giản thì thôi đi lướt. Mình sẽ trọng tâm
Vật lực cũng như vậy, tài sản, tài liệu, công cụ, hệ thống đã có, còn cần chuẩn bị thêm gì không? Sau đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của cái nguồn lực của chúng ta. Đánh giá xong thì chúng ta ra được phương án sử dụng nguồn lực. Ở đây chúng ta gọi là tối hóa nguồn lực. Thì chúng ta có 7 cái phương pháp tối hóa nguồn lực. Xin, mua, mượn, thuê, đổi tặng, đổi vay tặng. Thì tại sao ở đây lại có cái chuyện, lại có cái tặng ở đây mới gọi là tối hóa nguồn lực? Mình chia sẻ với cả nhà là anh em mình đang làm giáo dục chẳng hạn, như tự nhiên trong trong kho nhà mình có một cái máy cày. Thì rõ ràng cái máy cày không thể mang ra được để mà đi làm văn lao động, thì chúng ta phải tặng hoặc bán. Đấy, nhưng ở đây mình dùng từ tặng, đúng không nào? Đấy, xin, mua, mượn, thuê, đổi vay hoặc là tặng, tức là phải thay thế bằng các nguồn lực khác. Làm văn lao động thì có một cái máy cày hay một cái dao phay nó không quan trọng, mình phải thừa chiều chỗ cho cái khác, đúng không nào? Cho nên là nó phải tối hóa lại, nó cái gì thừa thãi thì mình phải xử lý nó đi. Khi xác định 1, 2 này, đến một chấm, đến yếu tố thứ hai mình liên quan tới mục 3.1 là xác định mục tiêu và cần vẽ. Ở đây mình gọi là quan sát kỹ mục 1.2 và mục 2.2 nha. Lý do tại sao mục 1.2 và 2.2 lại cần quan sát kỹ hơn tất cả các đề mục khác trong phần xác định mục tiêu. Tức là bối cảnh gần và nhân lực, bởi vì nó là cái chi phần tác động mạnh nhất. Bởi vì bản chất cả nhà để ý này, trí lực chẳng qua mình tách nó ra để cho nó một cái chi phần quan trọng thôi, chứ còn bản chất trí lực nó nằm trong nhân lực rồi. Nó nằm trong nhân lực rồi. Cho nên là gì? 1.2 và 2.2 rất quan trọng. Và chúng ta cần phải vẽ lên một bức tranh chung để mọi người cùng hướng tới. Cần có một cái định pháp quan trọng, cần ghi cái định pháp này. Ở đây cả nhà để ý này. Để cụ thể cả nhà hiểu được 3.1 là gì, mình sẽ cho cả nhà xem cái này. Để xem cách trí tuệ Việt Nam làm cái này như thế nào nhá. Làm thế nào mình đừng đi vào những mục tiêu mang tính chất là gì nhỉ? Đừng đi vào những mục tiêu mang tính chất là cụ thể quá. Người ta sẽ cảm thấy tôi chẳng hiểu lý do tại sao phải làm cái này. Tự nhiên phải đẻ thêm việc để làm. Và chia sẻ với anh chị em là rất nhiều chủ doanh nghiệp muốn đưa văn hóa đọc vì trong doanh nghiệp của mình thất bại vì không giải thích được lý do tại sao phải làm cái việc này. Thì nhân sự họ sẽ thấy rằng tôi phải làm thêm việc. Nguy hiểm như vậy, mình là một người hiệu trưởng hay là một người chủ nhiệm dự án tại nhà trường, tại sao làm dự án nó thất bại? Vì không chỉ ra được cái lý do tại sao phải làm cho anh em đội ngũ. Thì muốn thế mình phải có một cái tâm nguyện nào đó rõ ràng mình chỉ ra được cho mọi người thấy. Rồi chúng ta cùng nhau xem của mình. Từ đó bình an, sáng suốt trong. Như dòng sông trôi mãi, luôn chở nặng phù sa. Có bao giờ em hỏi, đời cần gì nơi ta? Có bao giờ chúng ta tự hỏi, đời cần gì nơi ta? Đời ở đây chính là gì? Là bố mẹ, con cái cần gì nơi ta? Là đồng nghiệp cần gì nơi ta? Là những người học sinh ta dạy cần gì nơi ta? Là thiên nhiên sự sống cần gì nơi ta? Chúng ta muốn ươm mầm một thế hệ trẻ sống trí tuệ, đạo đức, nhưng thử quan sát xem chúng ta đang thế nào. Liệu rằng một tinh thần rệu rã, một thái độ tiêu cực nơi cha mẹ và thầy cô sẽ là chất liệu để phun bồi cho tương lai tốt đẹp như chúng ta hằng mong ước? Vậy thế hệ trẻ cần gì nơi ta?
chúng tôi, dự án Trí tuệ Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái giáo dục bằng con đường văn hóa đọc tinh hoa ba gốc rễ, nơi đào luyện những con người trăn trở và coi giáo dục là sứ mệnh phụng sự. Chúng ta đã thấy biết bao tiền bạc để xây dựng thư viện, nhưng rồi bao lâu nó không hoạt động. Chúng ta đã thấy biết bao đề án đào tạo năng lực cho giáo viên, nhưng rồi học xong về đâu lại vào đó vì các chương trình học thiếu thực tiễn hoặc không có sự đồng hành kèm cặp, tư vấn hỗ trợ sau đào tạo. Chúng ta đã thấy biết bao chương trình phát động văn hóa đọc bùng nổ lên rồi vụt tắt như cơn mưa rào mùa hạ. Chúng ta đã thấy biết bao dự án thiện nguyện tặng sách dọc Bắc Nam, nhưng rồi khi dự án đi lại là một khoảng trống mênh mông để từng trang sách đi vào cuộc sống. Và Trí tuệ Việt Nam đã từng loay hoay trong vấn đề này. Chúng ta đồng ý vẫn cần các hoạt động như vậy, nhưng chúng ta cần trăn trở hơn là làm thế nào để cùng tài lực, tâm sức như vậy bỏ ra thì hiệu quả và tối ưu nhất. Ở một mặt khác, chúng ta lại thấy biết bao ngôi trường tỏ ra bất lực và nghĩ rằng mình không thể làm được văn hóa đọc khi không có thư viện, không có sách hay các điều kiện vật chất khác. Không, Trí tuệ Việt Nam nói không với điều này. Bằng chứng tại trường trung học cơ sở Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai, chỉ với thư viện mà chưa đủ 10 người vào đã chật. Nhưng khi áp dụng các phương pháp được học tại Trí tuệ Việt Nam, ngôi trường đã có một hành trình đào luyện cho các thầy cô trong trường và các hoạt động mới mẻ cho các bạn học sinh. Rồi Trí tuệ Việt Nam đã kiến tạo hành trình văn hóa đọc cho hơn 2.000 học viên trong một năm chỉ với 2-3 cuốn sách tinh hoa. Chưa kể từ các dự án của Trí tuệ Việt Nam đã nhân bản ra hàng chục các dự án văn hóa đọc khác với mức ảnh hưởng đến 15.000 người thông qua các dự án nhân bản. Và chúng tôi, dự án Trí tuệ Việt Nam đã tìm ra được con đường này, một con đường chúng tôi gọi là cách mạng văn hóa đọc toàn dân. Con đường này chúng tôi đã xác định 3 thành tố quan trọng then chốt trong cuộc cách mạng này, đó là thủ lĩnh văn hóa đọc, nền tảng văn hóa đọc, không gian văn hóa đọc. Nơi mà có người thủ lĩnh, nơi đó có văn hóa đọc. Người xưa đã nói, vua ở đâu, kinh thành ở đó là như vậy. Trí tuệ Việt Nam đã đúc kết toàn bộ chương trình huấn luyện thủ lĩnh văn hóa đọc thông qua phương pháp 5-5-6-1-3, 5 thành tố xây dựng dự án văn hóa đọc, 5 thói quen thủ lĩnh, 6 yếu tố hòa hợp trong đội nhóm văn hóa đọc, 1 triết lý xây dựng cộng đồng văn hóa đọc, 3 lời thề từ tâm. Đây chính là hạt giống mà Trí tuệ Việt Nam sẽ gieo trồng khắp nơi trên mọi miền tổ quốc thông qua đội ngũ thủ lĩnh đã xác quyết trên con đường này. Thông qua hệ thống đào tạo hoàn toàn miễn phí, thực tế các học viên có thể đóng góp kinh phí tùy tâm. Chúng tôi mong mỏi cả quốc gia sẽ chung tay với sự nghiệp này. Noi theo gương Bác, con đường cách mạng này là vì tổ quốc, vì cộng đồng và vì thế hệ trẻ Việt Nam sống tử tế, cống hiến, chứ không phải sống thực dụng, bon chen, tham lam, ích kỷ mà quên đi cái cốt lõi cao thượng của con người. Những gì muốn nói, chúng tôi đã nói hết. Chỉ có như vậy, hãy nhìn chúng tôi làm. Phải làm những thứ rất thực tế bằng cách bắt đầu với hành trình kiến tạo văn hóa đọc K4. Và hãy nhìn vào những học viên đã nói gì về hành trình, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để quý thầy cô hiểu một phần nào. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan đoàn thể giáo dục, các ban lãnh đạo, quản lý, các thầy cô giáo và tất cả những ai trăn trở về sự nghiệp giáo dục muốn giải thoát sự bế tắc này cùng lan tỏa và trợ lực cùng Trí tuệ Việt Nam. Thay cho lời kết tâm nguyện này bằng đoạn trích trong cuốn Nghề Thầy của cụ Hoàng Đạo Thúy: chúng ta đã không quản gì đồng lương, không nhìn đến chỗ ngồi, bước vào giáo giới là chúng ta đã có mục đích, không phải đi làm để kiếm ăn thôi, không phải chỉ đi làm công, chúng ta làm thầy. Anh em ạ, thanh niên hư hại rồi quốc dân kém sút, chúng ta cùng suy xem như thế thì nhà giáo có thể tránh được tội với tổ quốc hay không? Đó là một phần này, đó là một đoạn để mình phải có một cái tâm thương, một cái tâm nguyện. Và cái tâm nguyện này nó phải phát ra từ chính cái thực sự, cái mong muốn của mình cơ. Cho nên là để viết được cái này thì đòi hỏi cái người làm dự án ấy phải có cái sự
tâm tư thật sự, phải có cái sự mong muốn thật sự, có cái sự phát tâm thật sự để làm cái này, thì mình mới chạm được. Rồi đây là cũng là một cái thư gửi của thầy Trần Việt Quân. Các thầy cô thân mến, hôm nay chúng ta gặp nhau để chia sẻ về một chủ đề: ước mơ và niềm tự hào của người thầy giáo. Có bao giờ bạn tự hỏi ý nghĩa thực sự sâu sắc nhất của nghề giáo là gì? Có bao giờ bạn tự hỏi ở mỗi học trò sau khi rời trường lớp và thầy cô, để tự bước đi trong cuộc đời thì hành trang bước vào tương lai của họ, bạn đã trang bị cho họ được bao nhiêu? Có bao giờ bạn tự hỏi mình là một thầy giáo thì đóng góp gì cho việc hình thành nhân cách đạo đức, cho ước mơ, cho hoài bão của học sinh? Chính vì những trăn trở đó, hôm nay nhân ngày nhà giáo, trường Pathway Tuệ Đức xin gửi vài lời gửi gắm đến quý thầy cô, người lái những chuyến đò thế hệ trẻ đi về tương lai, kể về ước mơ chung tay xây dựng một ngôi trường. Chúng ta cùng mơ về một ngôi trường, nơi mà mọi thầy cô đều có nếp sống gương mẫu, nơi mà mọi học trò đến để được yêu thương chứ không chiều chuộng, được thổi hồn nhân cách chứ không phải nhồi nhét kiến thức. Ở nơi ấy, mọi thầy cô đều đam mê giáo dục. Thầy cô đến với lớp vì niềm vui, vì được sống và được cống hiến, vì sự trưởng thành của thế hệ mai sau, nơi mà bệnh thành tích không có đất để tồn tại. Nơi đây, mọi thầy cô đều coi đạo đức là điều thiêng liêng nhất, nơi ươm mầm nhân cách cho trẻ mỗi ngày được lớn lên, được vươn lên với bầu trời đầy ánh sáng của sự hiểu biết sâu sắc. Chúng ta cùng mơ về một ngôi trường, nơi mà mọi thầy cô đều gắn kết với nhau như những đồng đội, cả tập thể dám sống trung thực đến tận cùng và phục vụ, giúp đỡ, sẻ chia vô điều kiện. Đó, thời gian nó không có nhiều nên mình chỉ chiếu một đoạn thôi. Vậy thì cái tâm nguyện của anh chị em làm dự án đâu? Hay chỉ viết ra là chúng ta làm cái này làm cái kia? Vậy thì ở đây quay trở lại cái này, chúng ta đến cái chỗ nào cũng có cái phần mà mọi người sẽ nói, cái phần trăn trở mình hết. Vậy thì có một cái bài tập nho nhỏ dành cho anh chị em mà muốn thật sự là làm cái dự án này tốt thì là gì? Hãy viết một cái bức tâm thư, viết một cái bức tâm thư, một cái tâm nguyện gì đó về cái dự án chúng ta làm bằng cả cái trái tim của mình. Viết xong rồi thì sao? Thì đăng lên các kênh, và có thể chính mình là cái người đọc cái tâm thư đấy. Ai mà đọc không được thì đưa người khác đọc. Và đây phải khởi sinh từ những người thủ lĩnh. Tất cả những cái tâm nguyện của Trí tuệ Việt Nam thì phần lớn là do mình viết trước. Từ cái bài bản tâm nguyện 11 phút hay là cái tâm nguyện giáo dục chuyển hóa thì đều là mình là cái người viết. Cho nên là đây kêu gọi những anh em thủ lĩnh, đặc biệt anh em thủ lĩnh muốn làm dự án gì, kể cả làm dự án cho con, hãy viết tâm thư cho con. Tại sao bố mẹ lại muốn con làm cái việc đó? Có thể là một cách. Nha. Thì đây là một cái phương pháp cả nhà có thể làm. Hãy viết cho con mình một cái bức thư gì đó, một tâm thư gì đó. Hôm trước mình đi học thiền thì cũng có một cái thư ngỏ từ thầy, từ thiền sư đến với tất cả học viên. Thì mọi người đều có những cái tâm thư, đều có những cái gửi gắm tới, cái dặn dò tới tất cả mọi người. Vậy thì nếu như mình là cái người tâm huyết với giáo dục thì mình hãy viết cái điều này. Mình chia sẻ đôi khi chỉ một bài viết, chỉ một bài nói thật sự chạm được đến tâm mọi người thì chia sẻ với cả nhà là đã tiết kiệm bao nhiêu tiền bạc công tác truyền thông marketing, đúng không? Nha. Nên là đây là một cái bài tập nho nhỏ, hãy viết một cái bài viết tâm huyết giống như ở Trí tuệ Việt Nam, thì cả nhà thấy chúng ta có cái gì? Đây, chúng ta có cái năm pháp Trí tuệ Việt Nam ở đây này. Ai muốn xem năm pháp phân tích của Trí tuệ Việt Nam này, cả nhà cứ vào genius.vn gạch chéo năm pháp Trí tuệ Việt Nam này. Đây có phải là đây là một cái bạn mà đoạn mà tất cả anh em đều đọc. Đây, tại sao lại là cách mạng giáo dục chuyển hóa?
Thì đây đều viết rất rõ ở đây, cả nhà phải viết một cái đoạn này để gửi gắm tới tất cả mọi người. Tất cả chúng ta phàm là con người đều có những khổ đau, sai lầm, không phân biệt độ tuổi, màu da, địa lý, bằng cấp, tôn giáo. Đó là sự bất mãn khi một việc gì đó không thành. Đó là sự khó chịu khi phải tiếp xúc với người mình không thích. Đó là việc mình sợ mất những gì đang có. Đó là sự khổ đau đến tận cùng khi phải xa lìa người thân, người thương. Vậy, lý do gì khiến chúng ta đau khổ như vậy? Vì thiếu trí tuệ, chúng ta không hiểu biết rõ ràng về nhân quả, về cơ chế vận hành của tâm. Vì thiếu nghị lực, chúng ta không có sự dũng cảm để đối diện với khó khăn, nhẫn lại để vượt qua bình tĩnh, vượt qua và bình tĩnh xử trí cho phù hợp. Đó, thì đây là những cái đoạn mà trí tuệ Việt Nam đã viết. Rồi tại sao phải là cuộc cách mạng? Vì không có tinh thần một cuộc cách mạng thì không thể trường kỳ kháng chiến trên con đường đầy thử thách. Thì có tinh thần cách mạng, chúng ta được kế thừa văn hóa, lịch sử truyền thống, hào khí của con người Việt Nam, máu đỏ da vàng. Thì đấy là một tuyệt chiêu đầu tiên nha, trong cái phần chiến lược của cả nhà là chúng ta phải ghi được cái này. Nhưng mà như mình đã nói nha, việc này nó cũng khó đấy, không dễ đâu. Nhưng mà sẽ khơi nguồn được cho một số anh chị em làm được. Còn một số anh chị em cũng không có kỳ vọng tất cả mọi người đều làm cái này. Nhưng mà một số anh chị em đủ duyên thì sẽ làm được cái này. Sau đó thì chúng ta xác định rõ đối tượng ban tổ chức, ban tham vấn là ai nha. Cái này là cái phần rất là rõ, bởi vì trong chiến lược làm chúng ta phải xác định rõ từng đối tượng, ban tổ chức này, ban tham vấn, rồi thành viên là đứng đối tượng nào. Và ban tổ chức cần tinh gọn, đơn giản, rõ ràng vị trí. Ban tham vấn thì chúng ta có tham vấn về trí lực và tài lực, vật lực. Ví dụ như là anh chị em làm ở trường, chúng ta kêu gọi các anh chị em, các thầy cô giáo hoặc là các phụ huynh vào trong ban tham vấn. Đó, trong ban tham vấn. Và đây là lực lượng sẵn sàng ủng hộ. Còn chia sẻ với cả nhà là ban tham vấn về trí lực sẽ khác ban tham vấn về tài lực, vật lực. Thì tùy, chúng ta cơ cấu, chúng ta phân như thế nào thì tùy. Nhưng nó phải có về trí lực, tức là có thể đóng góp ý kiến để cho mình làm cái dự án này nó tốt lên. Và anh chị có thể là muốn làm cái dự án này, anh chị có thể là kêu gọi họ có một cái cuộc họp ngắn gì đấy với tất cả những cái người có liên quan và trình bày cái dự án này. Đấy là về mặt trí lực. Còn về tài lực, vật lực là gì? Mình kêu gọi phụ huynh hay kêu gọi mọi người thì mình cũng phải mời đại diện một số mọi người vào trong cái ban tham vấn của mình. Sau đó 3.2 này là xác định các chương trình tương ứng, có mầm xanh, quả xanh, quả vàng, quả đỏ với từng với hai đối tượng chính là ban tổ chức và thành viên. Ở đây rồi mục 3.3 là thẩm định mục tiêu, thì cái này thì mình không nhắc lại nữa. Thì chúng ta nhớ là chúng ta phải có chương trình cho cả hai đối tượng là ban tổ chức và thành viên cả nhà, thành viên tham gia ấy. Chứ đừng chỉ có không cho thành viên mà ban tổ chức lại không làm gì thì sao? Điều gì xảy ra nếu như không có chương trình cho ban cho thành viên mà không có cho ban tổ chức mà chỉ có cho thành viên? Điều gì xảy ra nếu như không có các chương trình cho ban tổ chức mà chỉ có chương trình cho thành viên? Đó, cho nên là ở đây chia sẻ với cả nhà là phải có chương trình cho ban tổ chức. Anh chị em cùng nhau học cái gì? Mục tiêu của ban tổ chức là gì? Mục tiêu của ban tổ chức là gì? Mục tiêu của thành viên là gì? Phải riêng hai cái phần này ra. Một chi phần cho mục tiêu riêng cho ban tổ chức và mục tiêu riêng cho thành viên. Hai cái chi phần này hoàn toàn khác nhau. Nhưng tại sao mà mình chia sẻ ở đây cái này thì nó có thể hơi khó với cả nhà, nhưng với anh em Liên minh Trí tuệ Việt Nam mình phải, ví dụ như là văn học 3T thì mã gen của ban tổ chức đâu, mã gen của thành viên đâu, thì các đồng chí ban tổ chức phải có cái mã gen cho ban tổ chức để còn hành xử, để còn học tập. Còn thành viên cũng có mã gen, hai cái mã gen này khác nhau.
Rồi ba nguyên tố của văn học chuyển giao cũng thế, như vậy có một mã gen riêng, còn thành viên cũng sẽ có một mã gen riêng. Mà quên cái mã gen này một cách là lạc đường ngay. Đấy, quên cái mã gen là lạc đường ngay. Chúng ta sang năm cái chiến lược quan trọng khi triển khai bất cứ một cái dự án gì, nó có năm cái chiến lược này. Tại vì mình muốn là cái phần what cụ thể thì các buổi chữa bài của ban nguyên tố và các buổi mà thắp đuốc của ban nguyên tố sẽ chỉ rõ hơn cái phần mà what như thế nào, làm cụ thể với từng trường như thế nào. Còn cái phần mà chia sẻ quả xanh của mình là mình chỉ nói về nguyên lý để làm gì, để chúng ta phải nắm vững kiến thức đã. Thì sau này chúng ta muốn what cái gì thì what, nhưng phải nắm rõ cái chiến lược. Ở đây mình đưa ra năm cái chiến lược rất cụ thể, nó chính là một cái năm tư duy rất quan trọng để chúng ta triển khai dự án. 4.1 này là luôn bắt đầu với câu hỏi tại sao, ghim được định pháp với tất cả các thành viên, từ ban tổ chức đến thành viên. Tức là gì? Mình là cái người làm ấy, mình phải có một cái tuyệt chiêu là đi đâu cũng nói về cái why, tại sao phải làm cái này, rồi tại sao chúng ta phải làm cái này, và cụ thể chúng ta phải làm cái này như thế nào. À, cụ thể chúng ta làm cái mục tiêu chúng ta hướng tới là gì, nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại về cái mục tiêu, về cái why, về cái tinh thần chung, để mọi người không quên lệch nhịp cái này. Thế tại sao vừa nãy mình lại chia sẻ năm pháp của thủ lĩnh là như vậy? Và có thể phổ thơ, phổ ca, phổ nhạc cái gì để ghim lại định pháp cho mọi người cũng được. Đấy, cả nhà nhớ có thể thấy trong cái bài hát Thủ lĩnh mở đường nó có đoạn, rất nhiều đoạn mà nó ghim lại được cái định pháp của hành trình văn học chuyển giao. Ghim lại được. Chiến lược 4.2 của chúng ta là chiến lược làm nhỏ để thắng nhỏ. Cần tập trung triệt để. Nhỏ ở đây được hiểu là phù hợp với nguồn lực của mình nhé cả nhà. Chúng ta không được hiểu từ nhỏ theo nghĩa của kích thước cái gì đấy, nó rất là không có phù hợp. Ví dụ như là với nguồn lực của chúng ta thì làm thế này là phù hợp thì gọi là nhỏ. Ví dụ như là với một bạn nhỏ, bạn ấy cấp 1 thì bạn ấy bê một quả tạ tầm 10 cân thì với bạn ấy là một cái lực lượng, một cái thứ mà gọi là phù hợp. Nhưng một bạn cấp 3 thì phải tầm 20 cân. Đó, để cho nên là cái nhỏ là phù hợp với cái nguồn lực của mình đang làm. Vậy thì mình làm gì mình cũng phải trả lời một câu hỏi là cái mũi khoan nào để mình làm nhỏ để thắng nhỏ trước, để làm một cái bàn đạp trước. Là một cái mũi khoan rất nhỏ thôi, nhưng cho nó thành công đã, cho nó có một cái kết quả rõ ràng đã. Ví dụ như là mình đưa ra kế hoạch một năm, nhưng chia sẻ với cả nhà là hãy làm thế nào trong vòng một tháng tới, hay là một tháng tới chúng ta phải có một kết quả gì đấy rất rõ ràng cụ thể chúng ta thấy được. Thì cả nhà biết tại sao mà đi học thiền các thầy lại dạy chưa dạy về thiền tuệ, vội các dạy về thiền định trước, để cho mọi người có một cái động lực, thân chứng được cái việc là rất ít suy nghĩ, thân chứng được cái việc là vào định thì cái tâm của mình nó vắng lặng hơn, vào định thì mình ít suy nghĩ linh tinh hơn, và mình cảm thấy vui tươi thoải mái. Để làm gì? Làm đấy là chính là làm nhỏ để thắng nhỏ đấy. Phải đi từng bước nhỏ như vậy, nhưng vào đã chơi luôn về lý duyên khởi, chơi luôn về tu thanh đế thì không thể nào nuốt được. Cũng y hệt như vậy, một cái dự án của chúng ta nó muốn có làm thì chúng phải có động lực nhỏ, từ cái nhỏ một nó đi lên. Thì chúng ta cũng đừng làm cái gì nó to quá. Hãy cho chính bản thân ban tổ chức và tất cả anh em là phải thấy được kết quả nhỏ gì đấy trong vòng một tháng, hai tháng tới nha. Kết quả nhỏ nào đó thôi. Đấy. Và cái kết quả nhỏ của chúng ta từng tháng, từng tuần là chúng ta thấy được. Thế có phải là ở đây cả nhà thấy là trong từng tuần ban nguyên tố có những cái nhật ký hành quân cho cả nhà, để cả nhà thấy được kết quả nhỏ của chúng ta. Có thông qua những cái phần nhật ký hành quân. Thì đấy là chiến lược nhỏ để làm nhỏ để thắng nhỏ. Rồi 4.3 này, chúng ta phải nhớ thêm một cái việc nữa là bản chất xây dựng dự án chính là xây dựng đội ngũ. Hãy áp dụng triệt để 6 hòa trong đội ngũ ban tổ chức. Mối quan hệ của thành viên phải là đồng đội, không phải khách hàng hay học viên. Đây là một việc vô cùng quan trọng, cả nhà ghi giúp mình nhá. Tất cả thành viên chúng ta ở đây, chúng ta không gọi mọi người là học viên hay là khách hàng. Đó là đồng đội của mình.
từ cái tư tưởng của chính cái người mà làm ban tổ chức ấy, phải phải coi mọi người học là đồng đội của chúng ta, chứ không phải coi mọi người là thành viên tham dự, là khách hàng của mình. Cái dở nhất của người bán hàng là coi họ là người trả tiền cho mình để mình phục vụ. Cái điều này mình chia sẻ rất rõ với anh em, đặc biệt là anh em team chiến binh ba gốc. Phụ huynh không phải là khách hàng của anh em, phụ huynh là đồng đội trên quá trình cùng với chúng ta đào tạo cho con của họ. Chúng ta với phụ huynh phải là đồng đội để đào tạo cho con của họ, chứ họ không phải là người khách hàng của mình. Cái tinh thần mà mình coi họ là khách hàng để chia sẻ với cả nhà, và họ mà cũng nghĩ là họ là khách hàng của mình thì thôi rồi, xong rồi. Điều gì xảy ra nếu như chúng ta biến họ trở thành khách hàng là thượng đế, họ không đồng hành cùng mình, họ ủy quyền toàn bộ cái trách nhiệm dạy con cái của mình, của họ cho chúng ta, đúng không? Cho nên là gì, mình bản chất là gì, chúng ta phải giáo dục, phải chia sẻ được rằng là chúng tôi và anh chị em là chúng ta luôn, bây giờ là cùng đồng đội với nhau trong quá trình dạy dỗ con cái của mình. Thì đã là đồng đội rồi thì có sẵn sàng bỏ qua cho nhau nếu như không có cái vấn đề gì đấy nó sai lầm một tí. Và cái tinh thần này được thể hiện rất rõ trong cái đoạn này, như cái này. Đây, vì cuộc kháng chiến của ta được, cái này được trích trong cái đội của Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết trong khi mà chỉ thị thành lập đội tuyên truyền giải phóng quân này. Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, cho nên trong khi tập trung lực lượng để tập lập ra một đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương cùng phối hợp hành động giúp đỡ về mọi phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có một nhiệm vụ dìu dắt cán bộ vũ trang của địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí, nếu có thể được làm các đội này trưởng thành mãi lên. Giúp đỡ huấn luyện chính là trí lực, giúp đỡ vũ khí chính là tài lực, vật lực. Rồi mình về đấy mình cùng đồng hành với họ, có phải là nhân lực không? Cái câu này của bác của Hồ Chí Minh có phải là nói về trí nhân tài vật đúng không? Mình đồng hành cùng anh em thì có phải là mình bổ sung thêm phần nhân lực đúng không? Mình đào tạo cho anh em có phải là mình cung cấp cho họ thêm trí lực không? Mình giúp đỡ cả vũ khí, ở đây có phải là tài lực, vật lực không? Nhưng cái quan trọng hơn này là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân. Một trong những đặc sản của chiến tranh Việt Nam chính là ứng dụng được chiến tranh nhân dân trong cách xây dựng cộng đồng. Cả nhà phải kế thừa được cái tinh thần này là gì? Biến mọi người và tinh thần là đi đâu cũng anh em, đi đâu cũng đồng đội, đi đâu cũng là những người bằng hữu, đạo hữu với nhau. Chứ không có tôi với ta, chứ không có chúng ta với chúng nó, không có gì cả, đi đâu cũng trở thành những người anh em. Thì mình làm việc, thế mới gọi là huyền. Huyền ở đây nghĩa sơ khởi là hòa đồng, hòa ái, đi đâu cũng là người anh em. Theo nghĩa đời sống đã, chúng ta chưa được có những cái huyền không cấp độ 1, đã huyền không 1 đã. Đúng không? Thì cái tinh thần này chúng ta phải hiện rõ cho mọi người thấy. Phụ huynh cũng như vậy, phụ huynh phải là đồng đội của chúng ta trong quá trình làm giáo dục. Để không có biến thành khách hàng nếu như chúng ta đang là thầy cô giáo. Đấy, còn chồng với vợ phải là đồng đội, như đây là trong một nhà thì sao? Chồng nuôi kiểu chồng, vợ nuôi kiểu vợ, bố nuôi kiểu bố, mà ông nuôi kiểu ông, bà nuôi kiểu bà, thì cả nhà khi không có đứa cháu thì nó rất hòa thuận, khi có đứa cháu là cả nhà té le cãi nhau, cả nhà ta đều yêu thương một đứa xong rồi đi cãi nhau vì cái đứa đấy, cuối cùng lại đổ lỗi cho nó. Không phải, mình phải là đồng đội của nhau, ông bà bố mẹ phải hòa thuận với nhau chứ con đình dạy con. Cái tinh thần đồng đội này nó phải được thể hiện được, đúng không? Nhưng mà khổ nỗi cả nhà ở đây, cả nhà quan sát được gia đình nhà mình đã cãi nhau, đã bất đồng với nhau, thì đã không bằng mặt, không cùng quan điểm với nhau vì việc nuôi dạy con cái. Ngày xưa khi mà chưa đẻ con, nhưng sao bây giờ đẻ con xong thì mất đoàn kết. Nên là ông bố mới, từ khi mà thằng con trai nhà mình nó có con một cái, nó có vợ một cái, thì ông bố thốt lên rằng là: nó lấy vợ thì tôi mất con, mà nó có con thì tôi mất vợ. Cả nhà có hiểu câu này không? Cả nhà có hiểu câu là: nó có vợ thì tôi mất con, còn nó có con thì tôi mất vợ không? Ai hiểu đó, số 1, ai chưa hiểu đó, số 0 giúp mình cả. Vì sao? Bởi vì không có tinh thần đoàn kết, không có tinh thần biến mọi người trở thành cái người đồng đội của mình. Rồi, cả hiểu thì thôi nhé. Nó có vợ thì tôi mất con nữa là gì?
Nó có vợ nó mất con, bây giờ nó chỉ quan tâm vợ nó thôi, chẳng đái hoài đến bố của nó cả, mẹ của nó cả, thì phải mất con đâu. Mà nó có con thì tôi mất vợ, tức là bà đi chăm cháu thì mất luôn cả vợ. Thế là ông là từ khi nó lập gia đình là mất cả con, mất cả vợ. Đấy, thì cãi nhau. Thì đây chúng ta áp dụng cái này sang là gì? Cũng vậy, vì cuộc cách mạng, dấu chuyển hóa của toàn dân cần phải động viên toàn dân sẽ đứng lên xác quyết cái tinh thần chiến binh giáo dục ba gốc. Cho nên trong khi tập trung lực lượng để trở thành một đội quân chủ lực, cần phải duy trì lực lượng để giúp đỡ thủ lĩnh địa phương về mọi phương diện, giúp đỡ huấn luyện vị trí nhân tài vật, làm cho thủ lĩnh này trưởng thành mãi lên, thấm nhuần tư tưởng và hành động từ mãi rèn. Tức là mình lấy cái đoạn trên từ cái bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mình ứng xuống cái đoạn của mình như thế này. Quay trở lại. Vậy thì cái chiến lược 4.3 6 hòa của chúng ta ấy, là mối quan hệ của chúng ta phải là đồng đội nha cả nhà. Tinh thần này là đồng đội, tinh thần đồng đội. Kể cả là chúng ta là người thầy, các thầy cô ở đây đi dạy cho các em học sinh, nhưng hãy luôn luôn ghim được cho các em ấy là thầy cô với các em phải là một cái người đồng đội với nhau trên quá trình mình làm giáo dục. Đừng chỉ là mối quan hệ thầy trò, hay là mối quan hệ đồng đội. Đó. Rồi 4.4, chúng ta phải có cái chiến lược tối hóa nguồn lực, tối ưu cải tiến những gì đang có trước khi làm mới thêm. Đây là một cái chiến lược vô cùng quan trọng. Cái dở nhất của chúng ta là khi chúng ta mới làm thì chúng ta phải làm thêm quá nhiều thứ. Ví dụ như mình muốn tối ưu hóa cái gì, các thầy cô mà muốn làm văn hóa đọc thì phải cải tiến lại những chương trình đang có đã, đừng có đưa thêm cái gì vội. Chào cờ, mình làm chào cờ lại trước thì có phải là mình chưa cần phải gia tăng thêm được cái thời gian làm văn hóa đọc, nhưng mình tối ưu hóa lại những cái chương trình của mình. Từ việc này, cái giờ chào cờ, chúng ta dành 10 phút cho một em học sinh lên mỗi một lớp, trực nhật, trực tuần gì đấy, mình giao một cái nhiệm vụ. Các em ngoài cái việc lên báo cáo sổ đỏ, sổ đồ, sổ đen cái gì đấy, các em phải đọc một cái câu chuyện nào đó có ý nghĩa, có bài học sâu sắc về đạo lý cho toàn trường nghe. Đúng không? Thì mình kẹp luôn được, có phải là đọc sách cho toàn trường nghe nguyên cái xong cái chào cờ. Rồi trong cái tiết sinh hoạt cuối lớp, cuối tuần đúng không, thì mình dành 50% cho công tác sinh hoạt lớp, còn 50% còn lại là dành cho cái tiết đó. Rồi cái ngày họp phụ huynh, có phải là mình dành thời gian họp phụ huynh thì được, thời gian đầu tiên vào mình đề xuất với cả nhà là đừng cho các thầy cô vào, đừng cho các phụ huynh vào lớp vội, hãy dành 20 phút để thầy hiệu trưởng hoặc một thầy giáo đại diện cho nhà trường nói về cái tâm tư làm giáo dục cho toàn bộ phụ huynh, để phụ huynh cùng thông cảm cùng với nhà trường, để phụ huynh không đòi hỏi. Phụ huynh và giáo viên phải trở thành một liên minh giáo dục đoàn kết. Trước khi cho các phụ huynh vào từng lớp để nghe các giáo viên chủ nhiệm phổ biến, thì phải có một cái chương trình toàn trường để làm gì, để cho các nói chuyện với các phụ huynh về cái tinh thần liên minh giáo dục đoàn kết đó. Rồi cái ngày 20 tháng 10, rồi những cái ngày lễ sinh hoạt văn nghệ gì đấy, thay vì hát những cái bài hát rất là đôi khi nó cũng không liên quan lắm đến chủ đề văn hóa đọc, thì cả nhà hãy làm thế nào đấy để cho các bạn ra một cái đề bài, các em viết lại lời bài hát gì đấy tùy các em, có nội dung của việc làm khuyến đọc, khuyến học. Đúng không? Thế thì ở đây chúng ta phải tối ưu hóa lại nguồn lực, tận dụng những nguồn lực đang có nha. Rồi 4.5 này là 3KN, tức là triển khai nhuần nhuyễn, kết nối khơi nguồn khởi nghĩa, tức là gì? Kỹ năng này rất là quan trọng. Làm gì cả nhà cũng nhớ giúp mình 3KN này. Kết nối khơi nguồn khởi nghĩa xong. Đấy, cái quy trình này là rất đơn giản. Đừng có đi vào khơi nguồn khởi nghĩa vội trước mắt. Kết nối trước đã. Dân bán hàng họ dùng cái từ là bạn bàn bán. Thì nó cũng chính là kết nối khơi nguồn khởi nghĩa thôi. Nó cũng bạn là kết nối, bàn là khơi nguồn, bán là khởi nghĩa. Nhưng mà bàn bàn bán này nó phạm vi nó hẹp quá. Kết nối khơi nguồn khởi nghĩa nó áp dụng cho rất nhiều việc khác nhau. Đấy. Rồi đây 5 chiến lược nha. 5 chiến lược là bắt đầu với câu hỏi tại sao, ghim liên tục, làm nhỏ để thắng nhỏ, rồi biến mọi người trở thành đồng đội, rồi tối hóa nguồn lực, rồi 3KN. Thì đây là 5 cái chiến lược mà chúng ta phối hợp được nhuần nhuyễn trong từng đoạn một, thì nó có cơ sở để hình thành.
và triển khai chi tiết được 5 chiến lược này như thế nào thì phải đi vào thực tế nha. Đi vào thực tế. Hôm nay mình chỉ nói nguyên lý thôi. Đấy, sau đó chúng ta vẽ một cái ma trận này ra. Vẽ một cái ma trận như thế này ra nha cả nhà. Đấy. Cả nhà nhớ màu xanh, quả vàng, quả đỏ là gì rồi đúng không? Mình không nhắc lại đấy nhá. Đấy, cái kiến thức này là học từ hành trình văn hóa đọc rồi. Nên không nhắc lại nữa. Chúng ta vẽ một cái ma trận ra, sau đó đối tượng. Chúng ta một cái trục là trục hoành thì là đối tượng. Thì ở đây mình liệt kê hết tất cả các đối tượng ra. Còn anh chị em thì đôi khi mình xác định 2 đến 3 đối tượng trong một dự án của mình thôi. Ví dụ là ban tổ chức là một đối tượng, học viên là một đối tượng. Hoặc trong học viên thì mình lại chia làm 2 đối tượng gì đấy thì tùy cả nhà nha. Tức là mình phân tích ở phần 4 điểm bao nhiêu đối tượng thì phần chiến lược ở đây mình phải phân rã thành từng đấy cái đối tượng khác nhau. Sau đó cái trục tung là mầm xanh, quả vàng, quả đỏ. Thì mình điền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì từ đấy mình viết cụ thể nội dung từng ô ra. Ô số 1 nội dung là gì? Ô số 2 nội dung là gì? Thế là ra được toàn bộ chiến lược chung. Nhưng mình ghi cái ý chính đâu, không cần ghi hết đâu. Đấy, thế là nó ra được nội dung hoạt động. Ví dụ như là trong một đội, trong một... trong một dự án của mình thì mình sẽ ban tổ chức này, rồi học viên thì mình chia ra ví dụ như là đội leader hay là đội thành viên còn lại này, hoặc là mình chỉ ghi hai đội thôi cũng được, hai đối tượng thôi, là ban tổ chức và học viên. Thì ban tổ chức mầm xanh với ban tổ chức là gì, quả xanh với ban tổ chức là gì, quả vàng quả đỏ là gì, tức là vẫn phải có phần đào tạo, phần đào luyện của ban tổ chức, rồi thành viên cũng như vậy đấy. Thì mình làm văn hóa đọc cho học sinh cũng như vậy, mình viết các chương trình mầm xanh là gì. Thì mình phải viết được ra từng đoạn một nha. Thì từ đó mới có được kế hoạch cho từng tháng. Còn quả xanh, quả vàng, quả đỏ gì thì đây cả nhà cứ nhìn vào đây là xong. Cái này mình không nhắc lại, cái này đã nói rất nhiều trong hành trình kiến tạo văn hóa đọc rồi. Mầm xanh bản chất là các chương trình cổ vũ, các phong trào. Quả xanh tức là phải có học tập. Nhưng học cái gì phải tập trung vào mã gen giúp mình. Thì nhà trường của mình phải có một cái định hình về mã gen cho nhà trường. Cộng đồng cũng phải có cái định hình mã gen cho cộng đồng. Và học và đọc cũng chỉ tập trung cho mã gen thôi, không có làm cái gì khác. Đấy, rồi quả vàng, quả đỏ cũng như vậy. Thời gian nó hết rồi, thời gian của mình nó hết rồi. Nên là thôi để lần sau nha cả nhà. Có cái đợt sau sẽ chia sẻ thêm với cả nhà. Đó, hôm nay đúc kết lại. Tại vì nội hàm này nó tương đối nhiều. Mà trình bày có hơn 1 tiếng nên là chỉ trình bày lướt qua được thôi. Thế cả nhà thông cảm. Thì cái này nhờ ban nguyên tố mình đào tạo lại cho các anh chị em, đặc biệt là các chương trình thắp đuốc ấy. Các chương trình thắp đuốc là cả nhà phải vào để xem thực tế dự án. Còn hôm nay mình chia sẻ nguyên lý thôi nha. Cái ma trận này cả nhà chỉ cần, đây, nó chỉ có 2 cột này. Mình nhắc lại là cái ma trận này là mình phải viết được đối tượng của từng dự án ra. Đấy là trục hoành. Mình phải viết được bao nhiêu đối tượng trong dự án của mình, phải viết hết ra. Sau đó trục tung tức là mầm xanh, quả vàng, quả đỏ. Thế sau đó mình điền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì đó. Sau đó chúng ta phải điền từng ô một, nội dung từng ô một. Đấy, nguyên lý chỉ như vậy thôi. Quan trọng là đây này, cả nhà phải cho mình bài toán thực tế, mình mô phạm ấy, thì nó mới dễ hiểu được. Còn nguyên lý chỉ trình bày được đến vậy. Thì sau này mà có các phần tư vấn thì ban nguyên tố tư vấn theo cái này giúp mình. Đó, tư vấn theo đúng cái ma trận này. Đó, tư vấn theo đúng cái ma trận này. Đấy, ví dụ như đây một cái chương trình, đây là cái chương trình văn hóa đọc tại trường Tuệ Đức chẳng hạn. Thì cô đấy là cái này là của K2 thì phải. Thì cô Việt, cô có biết là ban tổ chức này, đó, thủ lĩnh này, giáo viên đứng lớp và giáo viên không đứng lớp là 4 cái đối tượng trong dự án của cô ấy. Cái này thấy rõ ràng không ạ? Đó, thì với từng đối tượng thì cô lại đưa ra được các phương pháp khác nhau cho từng đối tượng đấy là gì. Đấy, thì từ cái 4 đối tượng này có phải là mình đưa ra phần trục hoành đúng không? Sau đó thì mình gióng lên thành trục tung nên ra cái ma trận thôi. Cái này là cái mà cả nhà nghe đi nghe lại cái phần này. Hoặc là cả nhà có thể là lấy lại video của
mình nhớ là K3 hay K4, K3 mình chia sẻ kỹ hơn về cái ma trận này. K2 chữ kỹ hình như là kỹ hơn. K2 á, thì cả nhà nhờ ban nguyên tố xem lại những cái video cũ mà từ K2 và K3 mình đào tạo và lấy những cái ví dụ cụ thể của từng trường á, mình có tư vấn cho từng trường một á, thì cả nhà cho mọi người xem lại nhé. Rồi. Ngoài ra thì anh chị em nào mà muốn xem cái phần tư vấn dự án thì trên này mình có khoảng tầm 16, 17 gì đấy cái video khác nhau về tư vấn các dự án. Mỗi một đoạn, tức là tư vấn cho từng trường cụ thể luôn, từng dự án cụ thể luôn. Nên ai là người tâm huyết mới đủ thời gian để xem, ai không đủ tâm huyết thì cũng chẳng xem nổi được. Đây thì đây nha, thì nhờ ban nguyên tố là gửi lại cái file tư vấn dự án này cho toàn bộ tất cả anh chị em có thể học. Trường học cũng có, trại giam cũng có, mà doanh nghiệp cũng có luôn. Tức là mô hình nào cũng có, thì anh chị em muốn học theo, rồi thư viện cộng đồng cũng có. Tức là mỗi một loại hình thì nó lại có một cái phương pháp triển khai dự án khác nhau. Nha. Thì ở đây đều có hết, thì cả nhà có thể là vào trong cái file này mình xem. Cho nên là buổi hôm nay mình chỉ gửi mở một số cái tài liệu để cho anh chị em mình xem. Rồi học tiếp. Thì đặc biệt cái chiến lược cái ma trận đó, thì nhờ ban nguyên tố gửi lại những cái video, đặc biệt phải xem lại những cái clip mà từ trong K3, K2, K3, K2 như mình sẽ làm nó chi tiết nhất. K2 thì khung thời gian tư vấn cho các dự án khá là nhiều. Thì có thể lấy lại những clip trước để cho cả nhà có thể học thêm. Bây giờ thì chuẩn bị là trong sắp tới thì Trí tuệ Việt Nam có hành trình văn hóa đọc xuyên Việt, thì sẽ ưu tiên cho các trường tại câu lạc bộ Thủ Lĩnh, nó sẽ kết nối để làm các chương trình dự án. Thì bây giờ xin mời bạn Khánh Chi phụ trách dự án lần này sẽ chia sẻ với mọi người về dự án nha, để mọi người có thể biết qua để chúng ta có thể là kết nối trong cái đợt văn hóa xuyên Việt lần này. Mời Khánh Chi. Dạ. Xin cảm ơn Thủ Lĩnh Quang Minh. Không biết là doanh trại mình là các Thủ Lĩnh tập sự có nghe rõ em đang nói không ạ? Dạ. Vâng, em cảm ơn cả nhà. Thì xin chào tất cả các thành viên của doanh trại văn hóa đọc K4 chuyển giao. Bây giờ là 9:30 rồi, cũng quá thời chuẩn bị làm kết thúc chương trình của mình rồi, thì em chỉ xin vài phút để có thể là giới thiệu với cả nhà về hành trình văn hóa đọc xuyên Việt tới được tổ chức. Đây là một cái hành trình rất là quan trọng của Trí tuệ Việt Nam. Trong một năm thì Trí tuệ Việt Nam có hai hành trình lớn, thành viên được trực tiếp đi xuống thực địa rồi làm chương trình tại các trường, đó là hành trình văn hóa đọc vùng cao và hành trình văn hóa đọc xuyên Việt. Thì sắp tới đây thì chúng ta sẽ có cái hành trình này, và hành trình này thì sẽ có một số thông tin hôm nay được em chia sẻ trước ở trong văn hóa đọc của chuyển giao của mình. Còn thông tin mà rõ ràng hơn vào ngày mai khi mà chúng ta có chương trình hội quân thủ lĩnh, các thủ lĩnh tập sự được tham gia vào chương trình này cùng với thành viên câu lạc bộ thủ lĩnh, thì chúng ta có thể có được nhiều thông tin hơn, rồi có cái sự hào hứng hơn trong cái việc là cùng tham gia cái hoạt động này vì trí tuệ Việt Nam. Em chỉ xin một vài phút của chúng ta thôi nha. Thì ở đây trên màn hình cả nhà có thể nhìn thấy đây là nội dung sơ lược của hành trình văn hóa đọc xuyên Việt. Thì hành trình này trong năm nay chúng ta sẽ kéo dài khoảng gần 2 tháng. Trong đó thì thời gian bắt đầu cho hành trình văn hóa đọc xuyên Việt sẽ vào ngày 13 tháng 4 năm nay, kéo dài cho đến ngày 18 tháng 5. Và thế thì đấy là em chưa tính cả thời gian chuẩn bị, đấy thì là gần 2 tháng. Và cái mục đích tổ chức ra cái hành trình này là
để cho ban tổ chức chúng ta có được cơ hội thực hành thực chứng mã gen không, được đào tạo trong K4 chuyển giao, cũng như là chính bản thân các thành viên ban tổ chức sẽ được thực hiện thực chiến mã gen 14569 vào các chương trình thực tế tại địa phương cùng với lại thủ lĩnh địa phương. Và với thủ lĩnh địa phương thì các anh chị sau khi mà tốt nghiệp hành trình văn hóa đọc chuyển giao thì chúng ta sẽ được cơ hội cũng được thực hành mã gen 01 01456 thông qua các hoạt động tổ chức chương trình hội quân thủ lĩnh tại địa phương và được đội ngũ trí tuệ Việt Nam trực tiếp đến tham dự rồi thắp đuốc, cũng như là đồng hành tổ chức chương trình truyền cảm hứng lan tỏa văn hóa đọc tại trường học và các đơn vị tâm huyết ở trên địa bàn của mình. Đó. Còn với cộng đồng khi mà trí tuệ Việt Nam tổ chức hành trình văn hóa đọc xuyên Việt này thì chúng ta cũng sẽ được kết nối, được tham gia cùng với đội ngũ liên minh thủ lĩnh văn hóa đọc tại ba miền. Và ở đây thì có thủ lĩnh tham gia các chương trình cùng với các thành viên của hành trình kiến tạo văn hóa đọc K123456. Rồi rồi ạ, cả nhà. Phía em nó đang hơi lỗi một tí. Rồi ạ, tiếp theo là đến tiêu chí lựa chọn. Thì đối với hành trình lần này, ban tổ chức sẽ ưu tiên lựa chọn các dự án văn hóa đọc do thủ lĩnh đã tốt nghiệp hành trình văn hóa đọc chuyển giao trực tiếp điều hành triển khai lâu dài, có sự đồng hành của ban giám hiệu nhà trường và ban lãnh đạo các đơn vị tâm huyết, tức là dự án mà muốn trí tuệ Việt Nam đến thắp đuốc rồi hỗ trợ trực tiếp thì sẽ do thủ lĩnh đã tốt nghiệp hành trình văn hóa đọc chuyển giao phụ trách và có cả sự tham gia của ban giám hiệu nhà trường hoặc ban lãnh đạo các đơn vị nữa. Và các dự án ưu tiên thứ hai là các dự án của các trường học hoặc doanh nghiệp có kết nối với hành trình kiến tạo văn hóa đọc mà có nhu cầu triển khai thì sẽ được đưa về các cụm để được hỗ trợ. Thì hai cái phần này có lẽ là nếu mà thành viên nào mà chúng ta có câu hỏi thì mọi người sẽ hỏi thêm nha. Để lát nữa em sẽ giải thích rõ. Còn ở đây sẽ là một cái timeline của hành trình. Thì từ mùng 1 tháng 4 cho đến mùng 9 tháng 4 thì đội ngũ ban tổ chức sẽ có cái khoảng thời gian rèn quân lần thứ nhất, thì đội ngũ sẽ nhập thất là đi thiền cùng với nhau. Và trong khoảng thời gian này thì ban tổ chức sẽ tắt điện thoại, không liên lạc được. Chỉ có các thành viên của mình chỉ có thể liên lạc được với thủ lĩnh Hạnh Nguyễn mà thôi. Sau đó là khoảng từ thời gian từ 13 tháng 4 cho đến 29 tháng 4 cho đến 27 tháng 4 sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ tổ chức hành trình văn hóa đọc xuyên Việt, và các chuyến đi lần này sẽ ưu tiên đến khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Có thể có các khu vực miền Bắc nhưng mà ưu tiên vẫn sẽ là miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Ngày 22, 23 tháng 4 thì đội ngũ lĩnh ở phía Nam, rồi các cụm miền Trung 1, miền Trung 2 thì sẽ tổ chức chương trình leo núi
Leo đỉnh Tà Đùng. Cái này thì do thủ lĩnh Bùi Ánh phụ trách chương trình, thì cả nhà có thể là liên lạc với thủ lĩnh Bùi Ánh để cùng tham gia. Khoảng thời gian từ 29 tháng 4 cho đến mùng 7 tháng 5 thì đội ngũ ban tổ chức chúng ta sẽ nhận thất và giành quân lần thứ hai. Đó. Thì từ 11 tháng 5 đến 18 tháng 5 thì sẽ là các chuyến đi tại khu vực miền Bắc hoặc là một số chuyến đi về các khu vực miền núi vùng cao. Đấy thì là đây là cái lịch trình mà đội ngũ ban tổ chức sẽ dự kiến triển khai trong năm 2023. Và để rõ ràng hơn về cái thông tin rồi các thủ lĩnh của chúng ta có dự án thì chúng ta sẽ tham gia vào trong hành trình, thì ngày mai ban tổ chức sẽ mở link đăng ký. Lúc đó thì các thủ lĩnh sẽ đăng ký thông qua link và thủ lĩnh Hạnh Nguyễn vẫn đang tổ chức ngày hội sách cho trường. Và tối mai thì sẽ có link đăng ký dành cho các thủ lĩnh, thì chúng ta sẽ tham gia cái buổi hội quân thủ lĩnh định kỳ của câu lạc bộ thủ lĩnh nha. Và sau đó là mình sẽ nhận thông tin rồi đăng ký qua link ạ. Thì đấy là một số thông báo sơ bộ cho các thành viên của Văn hóa đọc chuyển giao K4. Vào ngày 22-23 thì Leo đỉnh Tà Đùng, thì cái này là thuộc khu vực phía Nam, các thủ lĩnh phía Nam. Thì cái này là thủ lĩnh Bùi Ánh nắm thông tin ạ. Thì thủ lĩnh Quỳnh Bớt mà có muốn tham gia cùng thì liên lạc với thủ lĩnh Bùi Ánh để được nhận thông tin. Thì đây cũng là một số cái thông tin mà em muốn triển khai cho câu lạc bộ thủ lĩnh liên quan đến hành trình văn hóa đọc xuyên Việt. Thì không biết cả nhà có câu hỏi nào không ạ? Thì chúng ta sẽ giơ tay hoặc là chúng ta đặt câu hỏi, mở mic đặt câu hỏi luôn bây giờ nha. Các thành viên có thắc mắc về cái phần lựa chọn không ạ? Phần lựa chọn, tiêu chí lựa chọn này, hay là cái khoảng thời gian mà ban tổ chức sẽ triển khai chương trình không ạ? Trường có ban giám hiệu học văn hóa đọc rồi thì được đăng ký. Đã được đăng ký ạ, nhưng mà lúc đó thì ban tổ chức sẽ chuyển cái dự án của mình về với cụ phụ trách khu vực của trường để có thủ lĩnh hỗ trợ trực tiếp. Ví dụ như là ở Hà Nội có cụm miền Bắc 2B đang phụ trách khu vực Hà Nội và miền Bắc 2A nữa đang phụ trách khu vực Hà Nội. Vậy thì trường có ban giám hiệu học văn hóa đọc rồi, mong muốn được tổ chức chương trình thì ban tổ chức sẽ chuyển về cho cụm miền Bắc 2A hoặc miền Bắc 2B và các thủ lĩnh ở đó sẽ phụ trách. Nhà trường sẽ thông báo cho trưởng cụm phụ trách khu vực và trưởng cụm sẽ đăng ký. Trường trực tiếp đăng ký hay thông qua thủ lĩnh khu vực đăng ký ạ. Thì ngày mai sẽ có một cái link gửi cho cả nhà. Thì lúc đó là mình có thể liên lạc với trưởng cụm. Còn thông tin về trưởng cụm thì ngày mai cũng sẽ cung cấp cho cả nhà. Hiện tại thì trong cái slide này thì em lại không gắn các cụm ở đây. Dạ, nếu mà các thành viên mình có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ hỏi luôn nha. Còn bây giờ em xin phép là chiếu cho cả nhà xem một cái clip ngắn của hành trình kiến tạo, hành trình văn hóa đọc xuyên Việt năm ngoái, khoảng 2 phút thôi. Đây là buổi hội quân thủ lĩnh đầu tiên tại miền Nam vào ngày mùng 10 tháng 4. Sau một khoảng thời gian khoảng gần chục ngày, ban tổ chức sau khi nhập thất đoàn quân xong
dòng máu lạc hồng 4.000 năm. Chúng tôi là Chí Lệ Việt Nam, cách mạng văn hóa đồng kết nối hơn một thời gian. Giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trong hào hùng mãi còn vang. Dạ đấy ạ, thì đấy là một số cái hoạt động của năm ngoái. Bây giờ thì cũng là quá giờ của BNT rồi ạ. Thì xin phép trả lại mic cho BNT. Có cái gì thì các thủ lĩnh chúng ta sẽ chờ đón vào buổi hội quân thủ lĩnh ngày mai nha. Vào lúc 19:30 tối mai ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bao thủ lĩnh Kính Chi. Thì thủ lĩnh Khánh Chi vừa mới chia sẻ với cả nhà mình cái văn hóa đọc xuyên Việt đấy ạ. À, thì có gì thông tin chi tiết thì chúng ta có thể nhận thông tin ở trên danh trại đó, và mình cùng đồng khởi ở trong cái chương trình mình chung tay và cùng đồng khởi trong cái hành trình văn hóa đọc xuyên Việt này nha cả nhà. Dạ rồi ạ. Thì em xin chúng ta sẽ kết thúc cái buổi Zoom tại đây, và các đồng chí có thể ghim lại những cái đặc biệt là những cái quả xanh mà chúng ta học ngày hôm nay rất là quan trọng, thì mình cần phải nghiền ngẫm và phải xem lại nó. Thì có thể là trong những cái bài tập này ban tổ chức sẽ đưa thêm những cái video để chỉ dẫn để cho cả nhà mình xem thêm, để các đồng chí có thể triển khai được kỹ hơn trong những cái video mà thủ lĩnh Quang Minh triển khai ra cho mình đó, để mình triển khai được kỹ hơn trong những cái dự án của mình ha. Rồi, đó ạ, cùng làm bài tập này cách chỉnh chu nha, mình có thể có thêm chất liệu. Rồi ạ, mời cả nhà mình cùng bật mic để chào 5 người đồng đội của mình mà mình nhìn thấy trên màn hình, và mình cùng kết thúc cái phần Zoom này nha. Rồi ạ, cả nhà có thể bật mic rồi đấy ạ. Chào chị Phúc Quỳnh. Chào chị Hạnh Nguyễn ạ, chào chị Lâm Nhung, chị Lan Hương, chào chị Việt Hồng ạ, chào em Tuyết. Anh em ơi, lên Zoom thôi. Rồi ạ, xin chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà vào sáng ngày mai 4:30 sáng nha cả nhà. Rồi sáng mai sẽ lên Zoom nhá. Dạ, em chào các thủ lĩnh tập sự và các thủ lĩnh tập sự. Chào cả nhà, chào Hạnh Nguyễn, chào tất cả các thủ lĩnh.